Chào các bạn, xin lỗi là vì kẹt xe nên tới hơi trễ. Các bạn ngồi dịch hết lên đây đi, lớp ít mà, lớp vắng mà, không sát lên đây. Trong lúc học còn tương tác, học vừa thuộc bài luôn, đến thi khỏi phải ôn bài. Rồi, hôm nay chúng ta học về bài là xây dựng bộ câu hỏi trong nghiên cứu định lượng. Thì trong cuộc sống của mình ấy thì cái việc mình sử dụng câu hỏi rất là nhiều đúng không? Hàng ngày luôn, hàng giờ luôn, có khi là hàng phút luôn. Các bạn thử lấy một số các cái câu hỏi các bạn hay sử dụng trong trong đời sống hàng ngày xem nào. Cái này đơn giản mà. Hôm nay ăn gì rồi? Gì nữa? Ăn cơm chưa? Lúc học bài thì hỏi bài thầy này thế nào đúng không? Bài được không đúng không? Nhiều lúc có cần phải hỏi không? Chỉ cần đi kiểm tra chẳng hạn như thế, nhách mắt, khỉu tay cái là ra ký hiệu là sẽ hiểu rằng là hỏi câu A, câu B hay câu 10, đáp án là gì đúng không? Thì tức là cái việc mà sử dụng các cái câu hỏi trong cái cuộc sống hàng ngày thì nó diễn ra thường xuyên. Và cái câu hỏi nó là cái việc mà các bạn đưa ra các cái nội dung mà các bạn thắc mắc hoặc các bạn đang muốn tìm các cái đáp án trả lời thì là câu hỏi. Tuy nhiên thì trong cái việc mà khi các bạn đi làm nghiên cứu, xây dựng các cái đề cương thì cái câu hỏi nó phải sử dụng trên các cái tiêu chí hoặc là các cái tiêu chuẩn nhất định chứ không phải là những cái câu hỏi mà mình sử dụng trong đời thường mình sẽ được đưa vào trong nghiên cứu thì là không phải. Nên là cái nội dung của bài học hôm nay thì chúng ta sẽ là xây dựng bộ câu hỏi trong nghiên cứu định lượng. Cụ thể chúng ta là trong nghiên cứu định lượng ha. Thì với mục tiêu của bài học này thì mục tiêu của bài học này thì chúng ta thứ nhất là với sinh viên Y6 sau khi học sẽ trình được các cái khái niệm ý nghĩa phân loại của một bảng câu hỏi. Cái thứ hai, xong thì chúng ta sẽ phải nắm được là nó là các cái dạng thức và với các cái ưu nhược điểm của các cái dạng đó. Thứ ba là chúng ta sẽ trình bày được các cái bước xây dựng câu hỏi và một số các cái lỗi mà thường mắc phải trong cái việc mà khi mà các em xây dựng các cái nội dung cũng như là về hình thức trình bày. Nha. Đó là các cái mục tiêu của bài học hôm nay. Thì đi về phần khái niệm, các bạn đã bao giờ nhìn thấy một bộ câu hỏi chưa? Ở đâu? À, Google Form rồi gì nữa? Đi thi trắc nghiệm thì phải bộ câu hỏi không? Có đúng không? Ngoài ra còn gì nữa? Hả? Đi hiến máu thì cũng sẽ có những bộ câu hỏi đúng không? Vậy thì theo các bạn khái niệm bộ câu hỏi sẽ là gì? Nào, mình thử lấy thử thực tế tế mình ra xem là bộ câu hỏi thì sẽ là gì. Nó phải là một câu không? Đúng rồi, nó là tập hợp danh sách các nhiều các câu hỏi. Và nó sẽ là gì? Nó có những cái gì để mình trả lời? Đấy là mục đích của bộ câu hỏi. Nhưng mà trong bộ câu hỏi đấy thì nó gồm các nhiều câu hỏi và nó sẽ có cái gì để mình trả lời? Nó có các ô đánh dấu và nó sẽ phải phục vụ một cái mục đích nhất định đúng không? Đó. Vậy thì khái niệm của bộ câu hỏi là gì? Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó là danh sách các câu hỏi soạn sẵn có các ô hoặc các là khoảng trắng để trả lời và liên quan đến một cái chủ đề chuyên chuyên biệt. Và cái mục đích của bộ câu hỏi là gì? Như cái bạn áo trắng ở đây, em tên là gì nhỉ? Giao hả? Như Giao chia sẻ thì là để thu thập thông tin đúng không? Đúng không? Khi mà mình cần các cái thắc mắc, mình muốn các cái trả lời thì mình sẽ đưa ra các câu hỏi và mục đích chính của nó là để thu thập thông tin. Đó. Đây là một bộ công cụ để nhằm ghi nhận, thu thập thông tin và các cái dữ liệu để phục vụ cho các cái nghiên cứu hoặc là phục vụ giải đáp các cái thắc mắc của các nhà nghiên cứu. Và nó có vai trò như thế nào? Nó vai trò thực sự rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Bởi vì làm sao? Nó quyết định đến nghiên cứu của các bạn. Nếu mà một bộ câu hỏi mà đi sai mục tiêu chẳng hạn thì khi các bạn về các bạn phân tích các bạn có thu thập được các bạn có giải đáp được cái thắc mắc của các bạn không? Không đúng không? Vậy nên là nếu mà một bộ câu hỏi mà đi sai mục tiêu không giải đáp được thắc mắc của các bạn thì các bạn sẽ phải làm gì? Chúng ta làm lại. Chúng ta phải xây dựng lại bộ câu hỏi.
chúng ta phải thu thập lại, chúng ta phải tổ chức lại một cái buổi phỏng vấn lại. Vậy thì chúng ta sẽ rất là tốn kém đến nguồn lực. Nguồn lực ở đây là gì? Từ từ người, từ tiền bạc, thời gian, cơ sở vật chất. Rất là nhiều, bạn sẽ phải làm double lần lên. Đến khi nào mà bạn thu thập được đủ số liệu đúng với cái mục tiêu của bạn đưa ra trong nghiên cứu thì bạn mới đạt được cái mục tiêu của mình, đúng không? Vậy nên là để mà hạn chế được, tức là để gọi là hạn chế được cái việc là mình lãng phí cái nguồn lực như vậy, phải xây dựng cái bộ câu hỏi sao cho nó phù hợp với nghiên cứu của mình. Vậy nên là cái bộ nghiên bộ công cụ này, bộ câu hỏi này nó rất là quan trọng và quyết định đến kết quả nghiên cứu. Rồi, về phân loại thì trước tiên chúng ta sẽ đi đến bộ câu hỏi bán cấu trúc. Đã, các bạn nghe đến khái niệm này bao giờ chưa? Nghe chưa? Chưa nghe. Ở đây có bạn nào nghe chưa nhỉ? Đều lắc đầu hết đúng không? Bộ câu hỏi bán cấu trúc là gì? Các bạn sẽ gặp rất nhiều. Đi phỏng vấn, đi thi vấn đáp rồi đúng không? Đi thi vấn đáp rồi đúng không? Đấy là một hình thức của bộ câu hỏi bán cấu trúc. Bộ câu hỏi bán cấu trúc là sao? Nó là các dạng câu hỏi mở. Và để gợi ý các vấn đề cần hỏi xoay quanh đến một chủ đề muốn tìm hiểu, do nó là một câu hỏi mở nên là nó có xu hướng là tìm hiểu sâu hơn các cái quan điểm, các cái suy nghĩ của cái đối tượng mà mình đang phỏng vấn. Và cái bộ câu hỏi vì sao nó lại là bán cấu trúc? Bởi vì trong cái quá trình các bạn phỏng vấn, các bạn trao đổi với cái đối tượng đó thì các bạn sẽ rất là linh hoạt để thảo luận. Và cái việc này các bạn thứ tự của các câu hỏi, nội dung của các câu hỏi các bạn có thể thay đổi tùy theo các cái ngữ cảnh hoặc là cái mức độ gọi là tính liền mạch của câu chuyện. Các bạn sẽ thay đổi. Cái bộ câu hỏi này nó chỉ đưa ra các cái danh sách, các cái câu hỏi hoặc là các cái chủ đề các bạn cần tìm hiểu về cái vấn đề đó thôi nha. Và bộ câu hỏi này thường trong các cái nghiên cứu định tính như là phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Thì ví dụ như là khi mà các em đi thi vấn đáp chẳng hạn, thì ví dụ đưa một cái tình trạng bệnh lý như này, hỏi các bạn xử lý ra sao thì các bạn tự trả lời. Đó, đấy là một cái dạng của câu hỏi bán cấu trúc nhá. Đây, đây là một ví dụ về một bộ câu hỏi bán cấu trúc. Thì ở đây câu hỏi nào theo các bạn sẽ là câu hỏi mở? Bạn xem rằng là đâu là câu hỏi mở. Ở tất cả. Bạn áo cam. Ở dưới là câu nào? Câu 2, câu 3, câu 4. Câu 3, câu 4. Câu 2. Rồi, ở đây thì tất cả các câu này đều là câu hỏi mở hết. Vì tại làm sao? Bởi vì khi mà các bạn đưa ra những cái câu hỏi này thì người người trả lời, người ta sẽ đưa đưa ra cái quan điểm cá nhân, người ta sẽ trình bày về quan điểm cá nhân. Và thường các bạn sẽ thấy các cái câu hỏi mở nó sẽ có những cái từ ví dụ như là như thế nào này, và tại sao, anh chị có thể trình bày quan điểm của anh chị về vấn đề này như thế nào, hoặc là ví dụ như là khi mà triển khai các hoạt động này thì anh chị thấy là có những cái thuận lợi hay khó khăn như thế nào, anh chị có thể phân tích được không, ví dụ như thế. Đấy là một dạng câu hỏi mở. Thì đây là các cái một số các cái form mẫu về cái bộ câu hỏi mở, về bộ câu hỏi bán cấu trúc chứ. Rồi, bây giờ đi đến bộ câu hỏi có cấu trúc. Thì bộ câu hỏi có cấu trúc thì nó là tập hợp các cái câu hỏi soạn sẵn, và nó khác với bộ câu hỏi bán cấu trúc ở chỗ là sao? Bán cấu trúc thì ta có thể linh hoạt khi mà mình sử dụng các câu hỏi. Tuy nhiên ở bộ câu hỏi có cấu trúc này thì bắt buộc cái người nghiên cứu viên, người đi phỏng vấn phải tuân thủ cái việc là nghiêm ngặt thứ tự, nên là nó có tính chất là cố định. Và cái nội dung câu hỏi không cho phép người phỏng vấn chuyển hướng. Tức là bộ câu hỏi của các em thứ tự như thế nào thì các bạn khi đi phỏng vấn tuân thủ nghiêm ngặt cái thứ tự như vậy. Và nội dung của câu hỏi mình cũng không có chuyển ý hay gì hết, mình hỏi y nguyên cái câu hỏi như vậy. Nên là về cái tính linh hoạt ở cái bộ câu hỏi có cấu trúc này thì nó không có mức độ linh hoạt mà nó là tính cố định. Và các cái thông tin ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái thông tin đã được mã hóa, tức là các cái câu
trả lời, các cái phần trả lời thì đã được các nhà nghiên cứu viên người ta đã soạn sẵn các phần ý trả lời và nó được mã hóa. Do vậy làm sao? Do vậy nó rất là thuận lợi cho việc thống kê và phân tích số liệu. Ở các cái bộ câu hỏi bán cấu trúc thì cái nội dung trả lời đưa ra là do đối tượng, do người tham gia nghiên cứu đưa ra. Còn trong bộ câu hỏi có cấu trúc này thì cái phần trả lời á thì là do nhà nghiên cứu người ta đã liệt kê sẵn rồi. Nha. Và ở đây á thì thường là sẽ sử dụng các câu hỏi đóng, đóng mở kết hợp. Mình sẽ đi sau vấn đề sau. Đây là một các cái câu hỏi các bạn sẽ thấy rằng là nó là một bộ câu hỏi có cấu trúc. Đây các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ phải đi thứ tự. Từ câu T05 và các bạn sẽ hỏi tiếp T06, T07, T08 chứ không thể nào các bạn xong các bạn T08 như thế. Tức là bạn sẽ tuân thủ các cái thứ tự và ở đây cái lựa chọn trả lời đã được đưa sẵn ra và đối tượng tham gia nghiên cứu hoặc người đáp vấn, người trả lời ấy, người ta sẽ khoanh tròn hoặc là người ta trả lời và cái nghiên cứu người thu thập số liệu sẽ khoanh theo cái ý tương tự với cái nội dung của người trả lời. Rồi, đây là một bộ công cụ liên quan đến phỏng vấn về kiến thức và nhu cầu và sự hài lòng khi sử dụng các cái dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân tại các cái khu công nghiệp. Thì ở đây nó dành cho nữ công nhân từ 15 đến 49. Tại sao mình dùng chỉ sử dụng bộ câu hỏi này cho 15 đến 49 nhỉ? Bởi vì là nó là trong cái độ tuổi sinh sản. Do vậy là nó là nằm trong cái nhóm đối tượng nghiên cứu của mình. Vậy nên là cái bộ câu hỏi này nó chỉ sử dụng cho đối tượng là nữ công nhân từ 15 đến 49 thôi. Và các bạn sẽ thấy rằng là các cái câu hỏi, các bạn sẽ phải đi theo trình tự câu hỏi từ A1 cho đến A5. Rồi, đây là giới thiệu cho các bạn một số các cái hình thức là câu hỏi chút. Ví dụ như ở này thì là một cái nghiên cứu theo dõi về cái việc nhân đã được can thiệp động mạch vành, đặt stent. Thì đây là quá trình mà người ta ghi lại các cái kết quả ở các cái lần khám ở 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng chẳng hạn như thế. Thì người ta sẽ để các cái khoảng trống để cho các cái nhà nghiên cứu viên người ta sẽ điền thông tin vào đây, ví dụ thế. Đây là một số các cái hình thức khác. Khi đi học thì có nhìn thấy những cái này không? Chắc có đúng không? Đúng không? Hồ sơ bệnh án chẳng hạn như thế. Rồi, bây giờ đến bộ câu hỏi trong nghiên cứu định lượng. Đấy, nhưng mà lúc nãy mình học về bộ câu hỏi bán cấu trúc, có cấu trúc. Vậy thì có bộ câu hỏi không có cấu trúc không? Có. Chắc có hả? Đương nhiên là có rồi. Bởi vì đấy là những cái câu hỏi ví dụ như mình bộc phát ra ấy, mà nó không theo một cái chủ đề nhất định hoặc là không có theo một cái sườn nhất định nào đó thì nó sẽ là bộ câu hỏi không có cấu trúc. Tuy nhiên là trong cái phạm vi của cái bài hôm nay thì sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn về bộ câu hỏi bán cấu trúc và có cấu trúc thôi. Ha. Bây giờ thì mình sẽ đi xem là trong nghiên cứu định lượng thì để làm một bộ câu hỏi đủ tiêu chí thì mình sẽ cần phải có những cái bước gì? Rồi, dạng thức câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng là sao? Đã nghe đến khái niệm câu hỏi đóng chưa? Đấy, thấy câu hỏi đóng, câu hỏi mở ấy. Thế các bạn, câu hỏi đóng là sao? Ừ, là có đáp án sẵn, còn ngoài ra còn gì nữa không? Và chúng ta đã được mã hóa ha. Câu hỏi đóng đó là cái phần nội dung trả lời của bộ câu hỏi thì đã được nghiên cứu viên xây dựng và gán giá trị. Về phân loại thì câu hỏi đóng sẽ có 3 loại đó là câu hỏi một lựa chọn, câu hỏi nhiều lựa chọn và câu hỏi dạng thang đo.
Thế nào là câu hỏi một lựa chọn? Đây là một câu hỏi một lựa chọn. Một lựa chọn là sau khi mà đưa cái câu hỏi đấy ra thì cái đối tượng người ta chỉ có duy nhất một cái quyền lựa chọn thôi. Ví dụ như là anh chị là người dân tộc nào chẳng hạn. Thì anh chị là người dân tộc nào? Em là dân tộc nào? Kinh đúng không? Không thể nào là vừa Kinh mà vừa Hoa được đúng không? Đúng chưa? Hoặc là bậc học cao nhất của anh chị là gì? Hiện giờ bậc học cao nhất của em là gì? Trung học phổ thông. Thế thì không thể nào mà bậc học cao nhất vừa trung học phổ thông mà vừa tiểu học được cả. Thì tức là dạng một lựa chọn, nó ý chị muốn nói rằng là ở cái phần mà lựa chọn đáp án, không phải đáp án mà lựa chọn cái phương án trả lời của mình, người ta chỉ có duy nhất một cái lựa chọn mà thôi ha. Bởi vì tại sao với đa số các cái bộ câu hỏi, đa số các cái câu hỏi, đa số là cái câu một lựa chọn. Chỉ có khi nào mà mình là cái câu nhiều lựa chọn, tức là mình đưa ra nhiều phương án và người người tham gia có cái quyền được nhiều chọn nhiều lựa chọn thì mình mới nốt lại thôi. Tức là mình chỉ nốt lại những cái đặc biệt thôi đúng không? Chứ không thể nào mình nốt cái đa số được, cái thiểu số mình mới nốt. Thì đa số là những câu hỏi một lựa chọn thì sẽ không nốt. Ở đây thì cái này ấy, thì cái chỗ này này là nó bị thừa đấy. Bị thừa đấy. Thì đa số tất cả câu là một lựa chọn, chỉ khi nào cái câu mà nhiều lựa chọn thì các bạn sẽ ghi là chọn hoặc chọn nhiều lựa chọn vậy ha. Rồi. Dạng câu hỏi nhiều lựa chọn ở đây tức là khi mà các cái người tham gia phỏng vấn sẽ có quyền. Ví dụ như ở đây là một bộ câu hỏi liên quan đến cái hành vi đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông chẳng hạn. Thì người ta hỏi là anh chị thực hiện một trong các hành vi nào sau đây? Thì ví dụ như trong 2 tuần qua em vừa không đội mũ bảo hiểm chẳng hạn, thì em tích vào. Trong tuần qua em vừa mua mũ bảo hiểm không đạt chuẩn chẳng hạn, em có quyền tích. Trong tuần qua vẫn tiếp tục sử dụng mũ bảo hiểm cũ, em có quyền tích. Tức ở đây người ta sẽ có quyền rằng là có thể là cái người đó không có hành vi nào, hoặc có tất cả các hành vi, hoặc có cả hành vi khác nữa. Thì ví dụ như không có hành vi nào thì các bạn sẽ có một cái ô giá trị ở đây. Lựa chọn đây là không có hành vi nào, để cho cái người mà trả lời ấy, người ta có thể chọn vào cái đáp án này. Được chưa? Đó. Đây là một cái câu hỏi liên quan đến về tập huấn về kỹ năng mềm cho ở các trường đại học nghề. Thì ví dụ như là bạn kỹ năng nào từ cái khóa học kỹ năng mềm này, thì các bạn có thể là học rất nhiều các kỹ năng ở khóa học này, thì các bạn có quyền lựa chọn nhiều cái lựa chọn ở đây. Đó. Thì đây là một dạng của câu hỏi nhiều lựa chọn nhá. Và ở sau những cái câu mà có quyền nhiều lựa chọn thì các bạn có thể nốt lại là có thể chọn nhiều đáp án hoặc là có thể chọn nhiều lựa chọn. Rồi, câu hỏi dạng thang đo. Bạn gặp cái câu hỏi dạng thang đo này bao giờ chưa? Mình gặp ở đâu? Rồi, còn gì nữa? Đã bao giờ làm những cái khảo sát đánh giá sự hài lòng về khóa học hay là chương trình học hay chương trình dạy hay hài lòng về giảng viên chưa? Mình làm rồi, nhiều rồi đúng không? Mình sẽ thấy những cái thang đo như thế này. Thì ở đây đo nó là một liệt mà được đi theo các hướng từ tiêu cực đến tích cực hoặc là từ tích cực đến tiêu cực tùy vào cái thiết kế của nhà nghiên cứu. Thì đây gọi là thang đo Likert. Thì các bạn sẽ thấy rằng thang đo Likert nó sẽ có hai loại, đó là thang đo chẵn và thang đo lẻ. Thang đo chẵn là sao? Thang đo chẵn là khi có 2, 4, 6 mức độ. Thang đo lẻ là khi có 3, 5, 7 mức độ. Vậy thì theo các bạn, thang đo nào thì sẽ có ưu điểm hơn? Thang chẵn hay thang lẻ? Và tại sao? Đây là ví dụ của thang lẻ này. Đây. Và đây là một ví dụ về thang chẵn này. Rồi sao? Thì đấy là ưu hay nhược?
Ừ, rồi, bạn này nói yêu. Còn bạn nào có, tức là thang, đối với em là thang lẻ sẽ ưu điểm hơn đúng không? Rồi, có bạn nào có ý kiến khác không? Nhược điểm vì sao? Cảm ơn bạn, bạn tên gì nhỉ? À, rồi cảm ơn trường, ý kiến trường. Có bạn nào có ý kiến khác không? Phía trên, rồi. Rồi, như nhau. Một cái là thang lẻ, một cái thang chẵn, một cái là như nhau. Ý kiến nào khác nữa không? Có ý kiến nào bảo không có thang nào có ý nghĩa gì nhá. Các nhà nghiên cứu ấy thường thường thì người ta sẽ có cái ưu tiên chọn thang chẵn. Bởi vì sao? Khi các bạn thấy này, thang lẻ của các bạn thì nó sẽ có các cái mức độ, và thường thì mức độ giữa là cái mức độ trung lập, trung tính. Và khi mà các bạn tham gia các cái khảo sát rồi đấy, nếu mà thang thang mà lẻ mà có các mức độ trung tính thì làm sao? Đa số là chọn đúng không? Bây giờ bảo các bạn đánh giá mức độ hài lòng về khóa học xem. Ôi, thấy đau đầu quá, không muốn nghĩ ngợi nhiều. Thôi, đánh vào mức bình thường. Chả hại ai, chả hại mình mà cũng chả hại bộ môn. Đúng không? Thì lúc đó, đa số sẽ chọn vào cái mức trung. Không có phân ra rõ ràng rằng là à, nó là tiêu cực hay nó là tích cực, hay là mình đồng ý hay mình không đồng ý với quan điểm đó. Vậy nên là một số nhà nghiên cứu người ta sẽ ưu tiên sử dụng cái thang chẵn, còn tùy thuộc vào cái mục đích nghiên cứu nữa thì mình sử dụng thang chẵn hay thang lẻ. Ví dụ như là mức độ điểm chẳng hạn, các bạn chạy từ một điểm từ 1 cho đến 10 chẳng hạn như thế, thì lúc đấy các bạn đang sử dụng thang 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 chẵn đúng không? Ví dụ như thế. Vậy nên là khi lấy một cái ý kiến, thường thì người ta sẽ sử dụng một cái thang chẵn là nhiều. Nó sẽ đưa ra cái khả năng là cái người lựa chọn nên người ta sẽ phải rạch ròi giữa ranh giới là về bên hướng là đồng ý hay không đồng ý, hay là tích cực hay là tiêu cực, bắt buộc người ta phải lựa chọn. Và chỉ có khác là không, rất không đồng ý hay là rất đồng ý chẳng hạn như thế ha. Đó, câu hỏi đóng thì ưu điểm của các bạn sẽ thấy rằng là nó rất thuận lợi cho việc thu thập và phân tích số liệu. Bởi vì sao? Khi đó thì là các bạn sẽ thấy rằng là các cái phương án trả lời đã được mã hóa rồi. Các bạn chỉ cần nhập vào các cái phần mềm và các bạn chạy phân tích thôi là nó sẽ ra, và do đó là nó giảm chi phí về thời gian rất nhiều. Công sức người bỏ ra ít hơn thì nó cũng giảm các cái chi phí liên quan đến nhân công hơn, đúng không? Tuy nhiên thì bên cạnh những cái ưu điểm như vậy thì nó có mặt hạn chế. Hạn chế là sao? Bởi vì là nghiên cứu viên chỉ có thể đưa ra được những cái phương án trả lời theo quan điểm của nhà nghiên cứu viên thôi. Do vậy là đòi hỏi cái người nghiên cứu viên, người ta phải am hiểu, thứ nhất là sao? Am hiểu về vấn đề đó. Đúng không? Do vậy là các bạn sẽ học những cái liên quan đến tổng quan y văn chẳng hạn. Khi các bạn làm nghiên cứu, các bạn sẽ phải đọc tổng quan để các bạn thấy rằng là à, trong cái vấn đề đó có những cái nguyên nhân gì, hay là có những cái vấn đề gì, hoặc là ở cái việc là không tuân thủ điều trị chẳng hạn, nó có những cái lý do gì để mà mình có thể đưa ra được các cái đáp án, đưa ra được các cái lựa chọn, chứ không phải đáp án, đưa ra các lựa chọn. Và cái phương án đấy nó chỉ dựa trên quan điểm của cá nhân người nghiên cứu viên thôi. Cái thứ hai là đòi hỏi người nghiên cứu viên phải am hiểu về cái cộng đồng đó, cộng đồng mà mình sẽ đến mình phỏng vấn. Có lấy ví dụ như rằng là có cái câu rằng là anh chị là người dân tộc nào chẳng hạn, đúng không? Nếu mà mình không am hiểu về cái cộng đồng đó, mình sẽ để là Kinh hoặc khác. Tuy nhiên khi các bạn đi phỏng vấn, các bạn đến khu vực quận 5 chẳng hạn, hoặc là khu vực quận 10, khu vực có nhiều người Hoa chẳng hạn như thế, vậy thì cái dân tộc ở đấy sẽ là gì? Vừa Kinh vừa Hoa, đúng không? Vậy nên là phải cái người nghiên cứu khi mà làm những cái bộ câu hỏi đóng như thế này thì đòi hỏi thứ nhất người ta phải am hiểu về vấn đề, cái thứ hai người ta phải am hiểu, người ta biết về cái cộng đồng người ta xuống nghiên cứu. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái thứ đấy để sau đi. Để sau để nói ở phần sau nhá. Hạn chế của câu hỏi đóng đó là chỉ đưa ra được các cái phương án trả lời theo quan điểm cá nhân của nhà nghiên cứu thôi, chưa? Nhưng mà có lợi ích đó là thuận lợi cho việc thu thập.
phân tích số liệu nên là giảm chi phí và thời gian. Học đến câu hỏi đóng rồi thì đương nhiên là sẽ có câu hỏi mở. Thế câu hỏi mở là sao? Lúc nãy là chúng ta đã nhìn thấy câu hỏi mở rồi đúng không? Đúng không? Thì ưu điểm là gì như thế nào? Ưu điểm là dễ trình bày. Các bạn chỉ cần liệt kê các cái câu hỏi thôi. Hoặc là các cái chủ đề mà các bạn cần thảo luận thôi. Chứ không cần phải làm thêm cái form rồi các cái phải cái gán nhãn các cái ý trả lời như thế nào. Mà các bạn chỉ cần bày các cái nội dung câu hỏi đề ra và khuyến khích cái người trả lời trình bày điểm dựa trên cái ngôn ngữ cá nhân của họ, và từ đó mà mình thu nhận được các cái thông tin mang tính chiều sâu hơn, những cái quan điểm của đối tượng, những cái suy nghĩ của đối tượng mà các cái nhà nghiên cứu người ta không thể biết được. Hoặc là khi mà các bạn muốn nó khi mà sử dụng cái câu hỏi mở này, nó có tính chất là khám phá ngoài những cái gì mình biết rồi, mình muốn khám phá thêm rằng là quan điểm người ta suy nghĩ như thế nào nữa. Thì đấy là ưu điểm câu hỏi mở. Tuy nhiên là mặt hạn chế thì nó ngược lại với câu hỏi đóng, là nó ở câu hỏi đóng thì nó dễ thu thập, dễ phân tích. Thì ở cái câu hỏi mở này thì nó khó khăn trong cái việc tổng hợp và phân tích số liệu. Khi mà với một người điều tra viên mà để phỏng vấn một bộ câu hỏi mở và một bộ câu hỏi đóng chẳng hạn, thì yêu cầu cái năng lực của hai cái nhóm người đó nó cũng khác nhau rất nhiều. Thay vì bộ câu hỏi đóng, các bạn chỉ cần mở câu hỏi ra và các bạn đọc cái bộ câu hỏi đó và các bạn tích theo cái đáp án mà người đấy trả lời như thế nào, tích vào bộ câu hỏi. Thì ở cái câu hỏi đóng này, cái người điều tra viên người ta phải linh hoạt hơn, người ta phải làm sao cho cái đối tượng đấy người ta gợi mở ra cái vấn đề. Vậy nên là nó sẽ khó khăn trong cái việc tổng hợp và phân tích số liệu. Vì sao? Phân tích số liệu thì khi mà các em gán nhãn được các cái câu trả lời rồi thì mình phân tích rất là dễ, cho vào phần mềm rất dễ. Nhưng mà khi mà các bạn để cho người tự trả lời ấy thì mình không có gán nhãn được. Và cái đấy khi ví dụ như với một bộ số liệu chỉ có 100 hay 200 đối tượng thôi thì nó đỡ, chứ với những bộ câu hỏi về làm về cộng đồng 1.000, 2.000 hoặc những cái bộ mà đánh giá quốc gia chẳng hạn như thế, vài trăm nghìn người thì không thể nào mà làm cái bộ câu hỏi mở để mà mình thu thập số liệu được, đúng không? Và do vậy là nó tăng chi phí về tiền và thời gian. Ví dụ như với một bộ câu hỏi đóng, các em cho vào phần mềm, các em chạy các cái câu lệnh, có khi chỉ cần 4 đến 5 ngày, những cái bộ câu hỏi nhỏ thì chỉ cần 1 đến 2 ngày là các bạn xong rồi, các bộ lớn thì khoảng 1 tuần là xong. Tuy nhiên với những cái bộ câu hỏi mở thế này, các bạn ngồi các bạn phân tích có khi cả tháng trời mới xong được một bộ câu hỏi. Vậy do vậy là thời gian của bạn gấp rất nhiều và do vậy là cái chi phí của nó cũng tăng lên. Rồi đó, các bạn sẽ thấy là mất nhiều thời gian. Đó, và khi mà phỏng vấn, khi mà mình thu thập thông tin, mình cũng phải phụ thuộc vào cái sự nhiệt tình của người trả lời. Đúng không? Muốn trả lời hay không? Bây giờ ví dụ như hỏi bạn là quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Nếu mà bạn không nhiệt tình trả lời, bạn có suy nghĩ không? Bạn sẽ trả lời không biết. Ví dụ như thế. Đó, nó là phụ thuộc vào sự nhiệt tình của người trả lời. Hoặc rằng là khi mà các bạn phỏng vấn trong lúc người ta đang mệt mỏi hoặc người ta đang bận rộn chẳng hạn. Đó, thì khi bạn hỏi về quan điểm như thế nào hay là anh chị nhận xét ra sao chẳng hạn thế, thì người ta có thời gian người ta suy nghĩ không? Không, đúng không? Do vậy là những cái ưu điểm của nhầm cái nhược điểm của câu hỏi mở là như vậy. Nên là những cái câu trả lời tối nghĩa thì sẽ khó thu thập thông tin. Có thể là chia sẻ với các bạn. Hồi trước các bạn đi 6 có làm một bộ câu hỏi, đi thử nghiệm bộ câu hỏi, thì các bạn ý làm về phát vấn. Phát vấn thì các bạn để làm một câu về hỏi về thời gian, các bạn ý hỏi về cái chủ đề là sử dụng thiết bị điện tử ở học sinh cấp 2, cấp 1 chứ, cấp 1 sử dụng thiết bị điện tử. Thì các câu hỏi như thế này là em dành thời gian bao lâu để sử dụng thiết bị điện tử hàng ngày, sử dụng điện thoại chứ, em dành thời gian là bao lâu sử dụng điện thoại hàng ngày, và các bạn để mở cái phần đó và các bạn là phát vấn. Rồi theo em thì các bạn cấp 1 sẽ trả lời ra sao? Mình nghĩ mình nhỏ nhỏ tuổi đi đi, mình thử trả lời xem em sẽ trả lời như nào. 1 giờ rồi, Giao trả lời sao? Ba mẹ bà tắt rồi. Tâm hồn thiếu nhi. Rồi tiếp. Ít. Ít dùng.
Rồi. Đó, khi mà các bạn để câu hỏi mở như vậy mà mục đích của các bạn là muốn thu thập về thời gian, là về số tiếng đúng không? Tuy nhiên là các bạn để câu hỏi mở như vậy và các bạn phát vấn cho các bé là các bé muốn biết gì viết vào trong đó. Rồi, các bạn viết rằng là chơi đến khi nào mà thiết bị hết pin. Thì lúc đấy khi các bạn mang về phân tích số liệu, các bạn phân tích là sao? Là bao nhiêu tiếng? 5 tiếng, 10 tiếng hay 6 tiếng? Đúng không? Vậy nên là cái việc mà cái câu hỏi mở ấy, nó có cái mặt hạn chế là như vậy nhá. Đây đây là một số các cái ví dụ ở trong cái câu hỏi mở. Đây này, các bạn sẽ thấy là một số các cái ví dụ liên quan câu hỏi mở. Nhưng mà mặc dù là hạn chế như vậy nhưng mà vẫn sử dụng nhá, chứ không phải là người ta không sử dụng. Tùy vào cái mục đích, cái nội dung mà mình muốn thu thập thì mình sẽ phải để cái câu hỏi mở này đây. Đây, ví dụ khi mà các bạn muốn hỏi về tình trạng là hộ khẩu thường trú, quận huyện nơi ở chẳng hạn như thế. Các bạn không biết người ta ở đâu chẳng hạn thì đương nhiên là mình sẽ phải để quận, huyện hoặc tỉnh thành. Nhưng mà khi mà các bạn có được nắm được cái nền thông tin của cái nhóm đối tượng mà các bạn sẽ đến chẳng hạn, các bạn ước lượng rằng là cái nhóm đấy nó chỉ tập trung ở, ví dụ như đối tượng các bạn sẽ phỏng vấn là người dân thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì các bạn sẽ biết rằng là thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có bao nhiêu quận, thì các bạn liệt kê ra. Nhưng nếu ví dụ đây là một cái nghiên cứu liên quan đến cái việc là bệnh nhân đến thăm khám hoặc là sử dụng cái phẫu thuật robot chẳng hạn như thế, thì có thể từ khắp nơi toàn quốc, từ Hà Nội, từ An Giang hay từ các tỉnh thành, các bạn không thể nào mà kiểm soát được đúng không? Thì bắt buộc là các bạn sẽ phải để mở đây. Ví dụ như thế. Hiểu ý không? Đó. Rồi, ví dụ như vì sao, tại sao mà anh chị lại có đánh giá như vậy, thì nhà nghiên cứu không liệt kê được các cái phương án lựa chọn cho người ta, thì người ta cũng sẽ để mở đây để người ta thăm dò các cái ý quan điểm của đối tượng, xem rằng là tại sao người ta có thể đánh giá như vậy. Và thường thì là cái này là để cho các cái nhà nghiên cứu người ta tham khảo cái ý kiến thôi. Chứ về phân tích, về định lượng thì sẽ không không có cốt được nếu mà với đối tượng cỡ mẫu đông lớn chẳng hạn như thế, không có được. Rồi. Do vậy là vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp đóng mở kết hợp này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây ngoài một số các cái ví dụ như câu này, em uống thuốc mấy lần trong ngày chẳng hạn như thế, thì theo hiểu biết của nghiên cứu viên thì người ta sẽ đưa ra là một lần, hai lần, ba lần. Tuy nhiên thì ở thì tương tuy nhiên thì là ở dưới mặt phía cộng đồng thì còn có thể là có những cái quan điểm khác hoặc có những cái khác nữa, có thể là không lần hoặc bốn lần hay năm lần chẳng hạn như thế, thì người ta sẽ để cái ô khác ở đây và ghi rõ. Tuy nhiên thì cái việc khác này này, cái ô khác này này thì chỉ tỷ thấp thôi, không có để quá nhiều. Ví dụ như cái tỷ lệ khác đấy nó chỉ chiếm khoảng 2-3% đến 5% thôi. Còn nếu khi mà cái tỷ lệ khác các bạn mà thấy quá nhiều là các bạn sẽ phải code lại ha. Đó, các bạn sẽ thấy rằng là bộ câu hỏi liên quan đến kiến thức và thực hành trong việc sử dụng kế hoạch hóa gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đó, thì ví dụ như ở đây người ta hỏi liên quan đến là đã từng nghe từ nguồn thông tin nào chẳng hạn như thế, thì với cái hiểu biết của nhà nghiên cứu người ta sẽ chỉ liệt kê được có 7 cái nguồn thôi. Nhưng mà trên thực tế trong cuộc sống thì có rất nhiều muôn hình vạn trạng có thể xảy ra, và người ta muốn xem ở dưới cái cộng đồng thì còn có cái nguồn thông tin nào mà người ta có thể nghe được các cái thông tin liên quan đến kế hoạch hóa gia đình hay không, thì người ta sẽ để một cái ô khác ở đây nhé. Đó là một cái dạng là đóng mở kết hợp. Rồi, về cách thức thu thập số liệu, các bạn đã nghe thấy số liệu sơ cấp hay số liệu thứ cấp chưa? Mình nghe thấy bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Ok. Ở hội trường mình có giảng đường, mình có ai nghe thấy số liệu sơ cấp hoặc là số liệu thứ cấp bao giờ chưa? Chưa luôn đúng không? Thì số liệu thứ cấp là gì? Thì cái số liệu thứ cấp này là cứu viên thu thập trực tiếp từ các đối tượng nghiên cứu và phục vụ mục đích của cái nghiên cứu đó.
nó là số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp, tức là sơ cấp như là sơ khởi ấy, số liệu ban đầu luôn ấy mà mình đi thu thập ấy. Đó, thì là số liệu sơ cấp. Ví dụ như là các bạn đến tìm hiểu về kiến thức của học sinh về bệnh ung thư cổ tử cung chẳng hạn thế, và các bạn đến phỏng vấn các bạn học sinh cấp 2, cấp 3, thì đấy là số liệu sơ cấp. Tức là cái số liệu mà các bạn thu thập nhằm cái mục đích cho cái nghiên cứu của các bạn luôn ha. Theo các bạn thì số liệu sơ cấp thì có sẽ có cái cách thức thu thập số liệu như nào? Những cách thức nào mình có thể thu thập được số liệu này nhỉ? Các bạn tham gia ở online cũng có thể là trao đổi ha. Với lô số liệu sơ cấp, các bạn nghĩ các bạn sẽ làm gì để thu thập được số liệu này? In mẫu. In biểu mẫu rồi làm gì? Tức là phát giấy rồi, online rồi, ok, còn gì nữa không? Hỏi trực tiếp rồi. Gì nữa? Còn có gì nữa? Thu thập trực tiếp mà. Thì là gì nữa? Hết rồi hả? Hết chưa? Thì dùng bảng câu hỏi, nhưng mà là cách thức làm sao mà mình có thể là thu thập được cái số liệu đó từ bảng câu hỏi. Rồi nha. Với số liệu sơ cấp thì chúng ta là có thể sử dụng phương pháp là trực tiếp, phương pháp gián tiếp và phương pháp là quan sát. Thì trực tiếp là gì? Trực tiếp là phỏng vấn mặt đối mặt, face to face. Các em đến, các em ngồi trước đối tượng và các em phỏng vấn bạn đó mặt đối mặt. Thì các bạn nghĩ rằng là ở cái cách thức này nó có ưu và nhược điểm gì? Trước tiên đi nhược điểm trước đi. Mất thời gian. Gì nữa? Rồi, mất thời gian, tốn nhân lực đúng không? Bởi vì là một người phỏng vấn một người đúng không? Ví dụ như là 20 người thì các bạn sẽ phải nhân cái thời gian đấy. Ví dụ các bạn phỏng vấn một bộ câu hỏi mất đi 20 phút đi. Một mình bạn phỏng vấn 20 phút thì với 20 đối tượng các bạn phải nhân lên với 20 lần như vậy đúng không? Các bạn sẽ mất thời gian rất là nhiều cho cái việc là phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên nó có ưu điểm không? Có. Cái gì mất công sức nhiều thì đương nhiên nó sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. Học mà mất công sức nhiều thì đương nhiên kết quả nó cũng phải tốt hơn. Đi tán gái mà mất công sức nhiều thì đương nhiên là kết quả nó cũng dễ là thành công hơn đúng không? Đúng không? Không biết à? Thế bây giờ một bạn mà tán bạn dành hết tâm sức để tán bạn với một bạn mà tán bạn hời hợt thì bạn sẽ nghĩ bạn nghiêng về bên nào? Hả? Hời hợt sẽ bị chê đúng không? Đương nhiên mất công sức. Đương nhiên là cái gì mà mình đổ công sức mồ hôi nhiều hơn thì mình sẽ thu lại cái kết quả nó cũng tốt hơn. Do vậy là ở cái trực tiếp này này, các bạn sẽ thấy rằng là cái tính hiệu quả của các bạn tốt hơn khi mà bạn kiểm soát được cái quá trình bạn phỏng vấn. Chất lượng của bộ câu hỏi của các bạn cũng tốt hơn. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì là khi mà các bạn phỏng vấn mặt đối mặt, các bạn sẽ quan sát được đối tượng, các bạn sẽ thấy rằng là cái phản ứng của họ là họ đang hiểu bộ câu hỏi hay không hiểu bộ câu hỏi. Đúng không? Tự dưng mình hỏi một câu hỏi mình mặt mũi mà ngơ ngác là biết ngay là đối tượng không hiểu bộ câu hỏi rồi. Hoặc là mất khoảng 5-6 giây vẫn chưa trả lời được là mình biết là bộ câu hỏi này người ta đang thắc mắc rồi. Vậy là mình sẽ biết rằng là mình sẽ phải đọc lại câu hỏi. Đọc lại lần hai không vẫn không hiểu thì phải giải thích. Đúng chưa? Để cho người ta hiểu đúng câu hỏi ta trả lời. Đúng không? Đấy là tính hiệu quả của tức là cái tin cậy, cái giá trị mà các cái thông tin mình thu thập về nó có cái tính giá trị và cái độ tin cậy cao hơn. Đúng không? Ngoài ra là các cái bộ số liệu mà khi mà các bạn phỏng vấn trực tiếp ấy thì các bạn sẽ đảm bảo rằng là 100 câu hỏi thì sẽ phỏng vấn được 100 câu hỏi. Các bạn không bị missing các câu hỏi. Missing thì thường chủ yếu là do nghiên cứu viên người ta bị miss, nhưng mà miss thì chỉ khoảng 1-2 câu chẳng hạn, như thế tỷ lệ nó không cao. Ví dụ nó khoảng 2% bộ câu hỏi thôi, và như thế thì bộ câu hỏi khi mà đem về thu thập vẫn được chấp nhận. Nhưng mà trong cái việc gián tiếp nhé, gián tiếp thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn phát vấn hoặc là các bạn gửi form điền online
Dịch vừa rồi thì gửi form online rất là nhiều đúng không? Đa số gửi form online. Và cái nhà thiết kế ấy, người ta cũng kiểm soát được cái việc bắt buộc là các bạn phải trả lời hết cái bộ câu hỏi bằng cách là yêu cầu bạn phải trả lời hết thì các bạn mới được nhảy trang. Tuy nhiên, không giám sát được cái quá trình các bạn trả lời. Đúng không? Các bạn trả lời với mức độ nhiệt tình hay các bạn trả lời với cái việc là các bạn hiểu bộ câu hỏi có kiểm soát được không? Không. Cái thứ hai rằng là khi mà phát vấn một bộ liên quan đến kiến thức, mình thắc mắc gì mình có thể hỏi bên cạnh không? Có chứ. Hoặc mình lên Google mình search để mình trả lời, có không? Đó, và khi mà phát vấn nó sẽ gặp những cái vấn đề như vậy. Mình không có kiểm soát được cái quá trình suốt cái quá trình mà mình thu thập cái số liệu. Hiểu ý không? Đó. Ngoài ra là đấy, ví dụ như một cái ví dụ lúc nãy mà khi các phát vấn cho các bạn học sinh á thì các bạn ấy không hiểu là chỗ đấy chỉ được điền tiếng hoặc điền phút thôi mà các bạn sẽ nói theo cái quan điểm của các bạn. Đó, thế nên là cái giá trị cái thông tin thu về của cái việc phát vấn ấy thường thì nó sẽ không có tính giá trị cao bằng là trực tiếp. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào hoàn cảnh mà các bạn sử dụng là trực tiếp hay là phát vấn. Vì sao? Ví dụ như là đợt dịch vừa rồi, Covid vừa rồi các bạn có phỏng vấn được trực tiếp không? Không. Rồi ví dụ như là khoảng cách địa lý quá xa, một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ chẳng hạn thì có phỏng vấn được trực tiếp không? Không, đúng không? Ví dụ như những cái đánh giá về khảo sát về các cái chương trình học chẳng hạn như thế, bây giờ học hội nhập quốc tế rất là nhiều. Có thể là dạy ở đây nhưng mà học sinh thì ở tít bên Mỹ chẳng hạn. Vậy thì khi mà có phỏng vấn được trực tiếp không? Không. Rồi ví dụ như là sinh viên quá đông, sinh viên trường mình chẳng hạn, một I5 chẳng hạn gần 1.000 chẳng hạn. Có phỏng vấn trực tiếp được từng người không? Không, thầy phải đánh phát vấn và phát giấy. Vậy nên là tùy thuộc vào cái hoàn cảnh và cân nhắc giữa các cái lợi ích mà mình sẽ sử dụng là phát vấn hay là trực tiếp hay là gián tiếp. Trực tiếp hay là gián tiếp. Ngoài ra thì có một cái phương thức thu thập số liệu nữa, đó là quan sát bảng kiểm. Thì là khi mà mình không phỏng vấn đâu, mình đi mình quan sát cái ví dụ như trong một cái nghiên cứu liên quan đến về đánh giá về thực trạng về việc cung cấp mũ bảo hiểm cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn như thế. Thì ngoài cái việc mình đi phỏng vấn những cái nhà bán hàng hoặc là phỏng vấn đối tượng sử dụng là người dân sử dụng mũ bảo hiểm thì mình còn quan sát xem rằng là cái nơi mà bán hàng đó nó có cung cấp đầy đủ hoặc là đảm bảo được các cái cung ứng được cái nhu cầu của người dân về cái các cái mũ bảo hiểm có chất lượng hay không chẳng hạn như thế. Người dân muốn sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng, tuy nhiên là cái nơi bán nó không có chẳng hạn, mình quan sát mình sẽ nhìn thấy và mình sẽ tích. Đây ví dụ như bảng kiểm cho các bạn nhìn này. Đây. Ví dụ như một cái bảng kiểm như thế này thì cái đây là một cái nghiên cứu lúc nãy cô có nói đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là người ta sẽ ghi được tổng số mũ được bày bán chẳng hạn như thế và cái nhà nghiên cứu viên người ta đi người ta thử đếm xem rằng là có bao nhiêu cái mũ có tem chẳng hạn như thế ha. Thì đấy người ta bảo kiểm hoặc là khi các bạn làm về đánh giá về cái môi trường trong cái việc phòng chống sốt xuất huyết chẳng hạn như thế thì cái bảng kiểm là ví dụ như là các bạn đi quan sát các cái nhà dân và các bạn đếm xem là có các cái vật trữ nước nào mà có loang quăng không chẳng hạn như thế thì đó là bảng kiểm chứ không phải thông qua phỏng vấn chưa. Còn đây là một cái nghiên cứu liên quan đến cái chương trình phòng chống tác hại thuốc lá thì cái bảng kiểm này dùng để đánh giá cái tình hình quảng cáo và khuyến mại thuốc lá tại các bán. Cái nhà nghiên cứu viên người ta sẽ đến các cái điểm bán thuốc lá với các cái nội dung này thì tại cái điểm bán đấy nó có hay là không cái tình trạng như vậy được chưa. Rồi đến số liệu thứ cấp. Số liệu thứ cấp là sao? Số liệu thứ cấp tức là mình thu thập cái số liệu đó thông qua một cái số liệu trước đó mà phục vụ một cái mục đích khác. Lấy ví dụ nha, các bạn đánh giá về ví dụ như các bạn đánh giá về hiệu quả của phòng công tác xã hội trong bệnh viện đi nha. Thông qua các số liệu thứ cấp là sao? Là các bạn sẽ tổng hợp từ sổ sách chẳng hạn như thế, xem rằng là số lượng bệnh nhân hoặc là số lượng người mà được cái phòng công tác xã hội đó tiếp cận hoặc là hỗ trợ là bao nhiêu chẳng hạn. Rồi các cái hoạt động hỗ trợ đấy nó như thế nào từ sổ sách và báo cáo thì đó là cái số liệu thứ cấp. Mình thu thập thông qua một cái dữ liệu hoặc một cái số liệu
phục vụ một cái mục tiêu khác. Ban đầu những cái số liệu đó thì chỉ dùng là để báo cáo hàng năm, hàng tháng của bệnh viện đó thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái mục tiêu nghiên cứu của tôi là khác, tôi đánh giá về hiệu quả của một cái hoạt động của cái phòng công tác xã hội đó chẳng hạn, thì tôi lấy cái sổ sách đó ra. Hoặc là khi trước các bạn đi in năm rồi đúng không? Bạn đi 6 thì bạn đi năm rồi. Các bạn sẽ gì nhỉ? Làm về xác định lập luận để xác định vấn đề thì các bạn có mô tả chương trình sức khỏe đúng không? Thì các bạn thu thập số liệu từ các báo cáo hàng năm, hàng quý của trung tâm hoặc là của khoa, rồi các bạn đánh giá xem rằng là nó có đạt mục tiêu hay không. Đó thì tức là các bạn lấy cái số liệu từ một cái mục đích khác để làm sáng tỏ cái câu hỏi nghiên cứu hoặc cái mục đích của mình ha. Thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn có thể tổng hợp từ sổ sách, báo cáo, bệnh án. Rồi, để chia sẻ các bạn, đây là một số cái hình ảnh. Đây là phỏng vấn mặt đối mặt này, phỏng vấn trực tiếp này, bắt cặp mặt đối mặt. Thì đây là trong một cái dự án liên quan đến đánh giá hiệu quả chương trình Mặt trời bé thơ. Đã nghe đến Mặt trời bé thơ bao giờ chưa? Tuổi này chắc sinh năm bao nhiêu đây? Các bạn sinh năm bao nhiêu? 9 à? 99 là... Rồi, 99 là sau chị gần 10 năm. Thế thì sẽ không nghe được cái chương trình này. Thì cái chương trình này là chương trình gì? Chương trình này nó là một cái can thiệp về mặt truyền thông liên quan đến là truyền thông về các cái nội dung liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ trong trong 6 tháng đầu và các cái dinh dưỡng cho con trẻ từ 3 từ 0 cho đến 3 tuổi. Thì cái chương trình này nó triển khai toàn quốc, nó thông qua các cái chương trình truyền thông đại chúng, ví dụ như là loa báo đài hoặc là về các cái trạm y tế chẳng hạn như thế, hoặc các cái chương trình quảng cáo. Thế cái giai đoạn đó cách đây khoảng tầm 10 năm thì cái giai đoạn đó các cái chương trình quảng cáo nó sẽ có thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy có những cái nội dung liên quan đến Mặt trời bé thơ. Thì sau khi triển khai cái chương trình đó thì người ta có đánh giá lại cái hiệu quả của chương trình, xem rằng là lệ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, nuôi con hoàn toàn nha, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là bao nhiêu. Và người ta phỏng vấn các bà mẹ có con trong độ tuổi 0 cho đến 3 tuổi tại các tỉnh từ Bắc, Trung và Nam. Thì đây là động phỏng vấn mặt đối mặt nhá, phỏng vấn trực tiếp. Đây là giới thiệu cho các bạn thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến thiết kế bộ câu hỏi. Vậy thì trong cái nghiên cứu định tính thì sẽ phải đảm bảo các cái tiêu chí gì, hoặc là các cái yêu cầu như nào, hoặc là các bước ra sao để có một cái bộ câu hỏi phù hợp trong cái nghiên cứu định lượng. Thì các bước để xây dựng một bảng câu hỏi, các bạn sẽ thấy rằng là đi từ mục tiêu nghiên cứu. Các bạn học mục tiêu nghiên cứu rồi thì một bộ câu hỏi để đáp ứng được cái câu hỏi trả lời cho các bạn trả lời câu hỏi của các bạn thì nó làm sao, nó phải đáp ứng được các cái nghiên cứu mục tiêu, các nghiên cứu mà các bạn đưa ra. Từ cái mục tiêu nghiên cứu này các bạn xác định cái nội dung cần thu thập, rằng là các bạn mục tiêu các bạn là xác định tỷ lệ tăng huyết áp của đối tượng tại phường nào đó, quận nào đó đi, thì các bạn sẽ phải xác định rằng là các bạn sẽ thu thập thông tin là gì, đúng không? Để xác định được tỷ lệ tăng huyết áp thì các bạn sẽ thu thập thông tin gì? Số người bị tăng huyết áp. Vậy thì các bạn xác định số người tăng huyết áp ra sao? Các bạn sẽ phải có huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu, rồi các bạn sẽ phải xác định xem rằng là có bao nhiêu người đã được cơ sở y tế xác định rằng là tăng huyết áp. Rồi các bạn sẽ phải biết rằng là tăng huyết áp đấy là đang ở độ nào. Ví dụ như thế, tức là ở đây các bạn sẽ phải là từ mục tiêu nghiên cứu các bạn đi xác định các cái thông tin cần thu thập nhá. Khi các bạn xác định được các cái thông tin cần thu thập rồi thì bắt đầu mình phác thảo bảng câu hỏi dựa trên các cái nội dung mình cần thu thập. Thì khi mà mình phác thảo bản câu hỏi thì mình sẽ phải suy nghĩ về cái gì? Thứ nhất là về dạng thức câu hỏi, rồi về cách dùng từ ngữ, sau đó là cấu trúc bộ câu hỏi ra sao. Bởi vì sao? Bộ câu hỏi định lượng là các bạn phải thủ nghiêm ngặt thứ tự. Do vậy các bạn sẽ phải xem rằng bộ cấu trúc của bộ câu hỏi nó như thế nào để nó hợp logic,
nó không nhảy từ phần này đi phần kia, nó không gây rối cho người phỏng vấn cũng không gây rối cho đối tượng trả lời, chưa? Và đến bước thứ ba các bạn sẽ là thử nghiệm bộ câu hỏi. Tại sao phải thử nghiệm bộ câu hỏi? Tại sao? Bạn nhà có nấu ăn không? Có phải thử nghiệm món ăn không? Có phải nếm không? À, có phải nếm không? Nếm xem là nó nhạt hay là nó vừa hay nó mặn để mình thêm bớt gì không? Ở nhà có nấu không? À, nêm theo tâm linh hả? Rồi. Rồi, còn gì nữa không? Tại sao? Tại sao phải thử nghiệm bộ câu hỏi nhỉ? Sở gì? Nói cho cả câu chứ. Rồi, đấy là một ý kiến của Giao. Ok, kiến tốt. Rồi, gì nữa? Rồi, đấy là cũng là một ý. Còn gì nữa? Sao lại vừa tiết kiệm chi phí? Vì mình giảm thiểu phải hỏi lại, hỏi đi hỏi lại bộ câu hỏi đúng không? Còn gì, cái gì nữa không? Phía dưới. À, tại sao các bạn phải thử nghiệm bộ câu hỏi? Bởi vì sao? Bộ câu hỏi thì nhiều khi mình chỉ làm mình làm việc các chuyên gia làm việc với nhau. Các bạn phải xem rằng là à cái từ ngữ mình sử dụng như vậy khi đưa cho người dân với các cái trình độ học vấn khác nhau, người ta liệu người ta có hiểu hay không, đúng không? Ngoài ra là giống như Gia nói, ví dụ như là quan điểm của nhà nghiên cứu dựa các tổng quan y văn là nó như vậy. Tuy nhiên thì ở dưới thực tế nó sẽ phát sinh ra rất nhiều các cái vấn đề. Thì mình sẽ phải xem rằng mình thử nghiệm bộ câu hỏi trên cái nhóm đối tượng cũng tương đồng như vậy. Thì xem rằng là à, dưới thực tế nó còn có những cái quan điểm nào hoặc là có những cái vấn đề nào nữa không, hoặc là có những cái lựa chọn nào nó không phù hợp với đối tượng này không để mình bỏ vào và mình thêm ra. Ví dụ khi mình nấu ăn ấy, thấy mặn thì mình đổ thêm nước vào, mà thấy nhạt thì mình cho thêm gia vị vào để cho nó vừa vừa miệng, đúng không? Ngoài ra là các cái bộ câu hỏi này khi mà các em làm ở các tỉnh thành thì các bạn sẽ phải xem rằng là những cái từ ngữ như vậy sử dụng như vậy nó có người ta có hiểu hay không. Ví dụ nhá, lấy ví dụ trong một nghiên cứu về dinh dưỡng đi. Nghiên cứu về dinh dưỡng khi mà hỏi về liên quan đến việc là sử dụng ăn cơm đi thì miền Bắc sẽ sử dụng là bát, đúng không? Trong miền Nam thì sẽ sử dụng là gì? Chén. Vậy thì khi nếu mà đem cái nội dung là hàng ngày anh ăn ăn bao nhiêu bát cơm mà hỏi người miền Nam thì người ta có hiểu không? Ngược lại, hỏi hàng ngày anh ăn bao nhiêu chén cơm của miền Nam mang ra miền Bắc, người ta sẽ hiểu là gì? Thì cái chén ở ngoài miền Bắc ấy nó là cái chén uống rượu á. Vậy thì bao nhiêu chén cơm cho đủ? Vậy thì khi thu thập thông tin đó, với tôi là một người miền Bắc thì tôi sẽ trả lời rằng là à với cái chén nhỏ nhỏ vậy thì chắc 20 chén, đúng không? Vậy thì khi mà thu thập như vậy thì có số liệu có sai không? Có sai. Hoặc rằng trong một các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe sinh sản đi. Cái nghiên cứu đấy phỏng vấn cả Bắc, cả Trung, cả Nam. Thì ví dụ như liên quan đến rạch tầng sinh môn chẳng hạn. Người ta hỏi về cái tình trạng là có bị rạch tầng sinh môn hay không, hay là để tầng sinh môn nó tự rạch. Thì khi mà hỏi người miền Bắc thì tầng sinh môn người ta hiểu. Nhưng mà người miền Trung người ta sẽ không hiểu. Và lúc đấy người ta phải đổi thành cửa mình. Đó, ví dụ như thế. Tức là các cái ngôn ngữ các bạn sẽ phải xem rằng là cái việc như thế người ta có hiểu hay không, ngôn ngữ vùng miền thì có dùng được hay không. Ngoài ra là ví dụ như là ô nó bị nhảy ha. Ngoài ra là các cái thứ tự của câu hỏi như vậy nó đã logic chưa? Ví dụ như các câu hỏi ít thì các bạn sẽ không thấy là gặp vấn đề về bước nhảy đâu. Tức là bước nhảy là sao? Ví dụ như là trả lời cái ý này thì sẽ thành nhảy xuống câu này chẳng hạn như thế. Tuy nhiên là với những cái câu hỏi mà nhiều câu hỏi ấy, khối lượng nó lớn ấy, thì cái việc nhà nghiên cứu người ta sót hoặc người ta bị nhầm nó là chuyện rất là bình thường. Vậy nên là người ta phải thử nghiệm bộ câu hỏi xem rằng là à cái bước nhảy ở đây nó phù hợp hợp lý hay chưa, có cần phải thay đổi gì hay không,
Đó, tức là tính logic của bộ câu hỏi ha. Thì sau khi mình đã thử nghiệm rồi, mình thử nghiệm khoảng một nhóm nhỏ thôi trên cái nhóm đối tượng tương đồng nhá. Ví dụ như là mình phỏng vấn học sinh cấp 2 thì mình phải đi phỏng vấn học sinh cấp 2. Chứ không thể nào mình phỏng vấn học sinh cấp 2 mình đi thử nghiệm bộ câu hỏi để trên người đi làm được cả. Bởi vì về mặt mặt bằng chung về kiến thức nó cũng sẽ thay đổi. Các bạn hiểu ý không? Nên là khi thử nghiệm các bạn sẽ phải thử nghiệm trên cái nhóm đối tượng tương đồng. Chưa? Sau đó thì sau khi thử nghiệm xong, kê được các cái vấn đề xong, xong rồi các chuyên gia lại ngồi lại với nhau. Rồi hoàn chỉnh bộ câu hỏi ha. Thì một bộ câu hỏi tiêu câu hỏi như thế nào là nó ổn, nó tốt thì nó sẽ phải đáp ứng ba tiêu chí. Thứ nhất là nó là đầy đủ. Nó đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu. Nó không bị thiếu. À, tôi muốn hỏi về tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng huyết áp chẳng hạn thì tôi phải đảm bảo được, ví dụ như các bạn sử dụng bộ câu hỏi Moriski để đánh giá về tuân thủ điều trị đi, thì các bạn phải có đủ 8 cái câu hỏi đó trong cái bộ đó để bạn đánh giá rằng là à người ta tuân thủ tốt hay tuân thủ không tốt hoặc là đang tuân thủ thấp chẳng hạn như thế. Đó, và tính chuyên biệt. Chuyên biệt là cho cái đề tài của các bạn, cho chủ đề của các bạn nó không bị lẫn lộn sang chủ đề khác. Các bạn hỏi về dự phòng thì không lẫn lộn ra sang lâm sàng được chưa? Ví dụ như thế. Và nó đúng sự thật, hạn chế sai lệch do đo lường. Đó, tức là khi mà các cái câu hỏi các bạn mà các bạn đúng nội dung, các bạn dễ hiểu thì nó sẽ hạn chế được sai lệch do đo lường. Ở đây ngoài bộ câu hỏi ra thì ví dụ như các bạn sẽ sử dụng các công cụ khi các bạn thu thập số liệu. Vậy thì thử các bạn thử nghĩ xem là nó có thể có những sai lệch đo lường gì khi các bạn sử dụng công cụ máy móc khi đo lường. Có vấn đề gì? Khi mà muốn xem là tỷ lệ mắc tăng huyết áp ở dưới cộng đồng đi thì phải sử dụng máy máy đúng không? Ngoài bộ câu hỏi ra thì mình sẽ phải sử dụng các cái máy đo huyết áp đúng không, để đến đo người ta. Vậy thì các bạn có nghĩ là nó có sai lệch gì đo lường không, có xảy ra vấn đề gì sai lệch ở đây không? Thì có thể là do máy móc đúng không, còn gì nữa không? Điều tra viên làm sao? Đó. Vậy thì để hạn chế sai lầm thì làm sao? Thứ nhất là phải tập huấn cho điều tra viên về cách cách thức để người ta có chung một cái cách thức đo đúng không? Ngoài ra là về máy móc thì làm sao? Máy móc thì mình có tập huấn được không? Dùng chung một loại rồi, dùng chung một loại rồi, còn gì nữa không? Để là nó nghèo mà dùng nhiều loại được. Nhưng nếu 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 giả sử nhá, các bạn không có các loại như nhau vậy thì không có một cùng một loại. Cái gọi là gì nhỉ? Cái tốt nhất thì sẽ là dùng một loại đúng không? Tuy nhiên về hoàn cảnh, về khả năng không thể làm một loại được mà nhiều loại. Vậy lúc đó sẽ làm thế nào? Xác định và chẩn. Khi đó các bạn sẽ phải chuẩn hóa máy. Chuẩn hóa là như thế nào? Không, các bạn không phải là thợ cơ khí mà các bạn mang ra các bạn sửa máy được. Tôi lấy ví dụ như là một cái đánh giá nghiên cứu liên quan đến về dinh dưỡng, người ta cần đo đo bà mẹ đi, đo cân nặng của bà mẹ và người ta sử dụng là 5 cái cân. Ở đây thì nó được lý tưởng là người ta sử dụng một loại cân là cân Leica của Nhật. Tuy nhiên khi mà đi các bạn đi xuống cộng đồng vì một vấn đề gì đó cân cân hỏng, cân bị sai. Trước khi các bạn đi làm ấy, các bạn phải chuẩn hóa công cụ. Chuẩn hóa là sao? Để đảm bảo cho tất cả các công cụ nó cùng trên một cái thể hiện trên cùng một cái giá trị như nhau. Ví dụ 5 cái cân đó các bạn cân nước đi, cân các chai nước để xem rằng là chai nước nó có giống cân không, khi mà giống như là mình hay đi chợ mà mình xem mà các bà bán hàng có bị cân gian không ấy, đúng không? Thì ví dụ như một cái chai nước là 1 cân chẳng hạn, 5 chai nước là 5 cân đúng không? Thì các bạn để trên 5 cái cân đó, 5 cái chai nước thôi, 6 đi, 6 cái chai nước để trên một cái cân đấy là cân bao nhiêu, là 6 cân đúng không? Và các bạn cân lần lượt cho đến 5 cái cân đó, và các bạn xem rằng là à với 5 cái cân đó và cùng với 6 cái chai nước như vậy thì nó có hiện thị cùng một khối lượng hay không.
nó cùng hiển thị một khối lượng thì nó là ok rồi đúng không? Đấy là mức lý tưởng, là à mình đã chuẩn hóa rồi, các cân đo của mình là ok rồi, không có sai lệch gì hết. Nhưng ví dụ như một cân nó bị thụt đi mất 3 lạng so với các cân kia, vậy các bạn xử lý là sao? Các bạn đi tỉnh nhá, các bạn không thể nào mua được, ví dụ thế. Hoặc là có những cái dụng cụ các bạn phải đặt ở nước ngoài, rất là mắc tiền, rất là nhiều tiền, mắc tiền không mua được tại cái nơi các bạn làm. Mà bắt buộc vẫn phải có 5 cái cân đó mới đủ, bởi vì các bạn đi 5 nhóm với nhau, không thể nào một nhóm có cân, một nhóm không có cân được. Để lúc đấy các bạn làm gì? Là sao Trường? Rồi ok, đấy là cách rất là đúng đấy. Tức là khi đó các bạn sẽ phải nốt lại rằng là à cái cân số 6 này nó bị thụt đi mất 3 lạng. Thì với những cái nhóm nào mà đi với cái cân đó thì khi mà cân xong các bạn phải tăng thêm 3 lạng để điền vào cái phiếu đó. Đó, tức là khi mà các bạn làm thì ngoài cái việc các bạn thử nghiệm, các bạn chuẩn hóa cái bảng câu hỏi của các bạn, thì các bạn cũng phải quan tâm đến các cái dụng cụ mà các bạn đo để các bạn thu thập số liệu làm sao cho nó chuẩn, có tính giá trị và độ tin cậy cao. Được chưa? Nhá. Rồi. Khi mà xác định được cái nội dung rồi, ở đây phác thảo bộ câu hỏi thì các bạn sẽ làm cái gì? Phác thảo bộ câu hỏi thì thứ nhất là các bạn phải xác định cái nội dung cần hỏi. Thì đó, từ mục tiêu nghiên cứu các bạn xác định được cái nội dung cần hỏi. Sau đó là các bạn xác định xem là dạng thức câu hỏi là gì, nên đóng mở hay là nên đóng mở kết hợp để thu thập được số liệu. Cái thứ ba đó là xây dựng nội dung câu hỏi. Nhá. Ở trên là xác định nội dung cần hỏi. Xác định nội dung cần hỏi. Cái ở dưới nó là xây dựng nội dung cái câu hỏi các bạn mang đi, các bạn đi hỏi người ta. Hai cái này khác nhau nhé. Đừng có đọc bảo là có viết sai hay sao mà bị lặp lại nội dung thông tin. Không phải. Cái trên là xác định nội dung cần hỏi, còn cái dưới là xây dựng nội dung câu hỏi. Chưa? Thì khi mà xác định nội dung cần hỏi thì các bạn sẽ dựa trên cái bảng biến số của các bạn. Hoặc bảng biến số rồi đúng không? Thì dựa trên bảng biến số, và bảng biến số này thì nó sẽ đi theo các cái mục tiêu của các bạn. Thì bình thường ở trong các nghiên cứu bao giờ các bạn cũng phải có một cái phần đó là mô tả các cái đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội của đối tượng. Ở đây đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội của đối tượng thì sẽ bao gồm cái gì? Trình độ văn hóa, tuổi, giới chẳng hạn như thế, trình độ học vấn chẳng hạn như thế, tình trạng kết hôn đó. Rồi ví dụ như là về tình trạng tài chính chẳng hạn như thế. Đó, tức là tùy vào cứu các bạn sẽ xem rằng, rồi ví dụ như là ở vùng miền nào, nông thôn hay thành thị, hay là Bắc Trung Nam hay ví dụ như thế. Tức là tùy vào các nghiên cứu của các bạn thì các bạn sẽ xác định xem rằng là cái đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội ở đây mình cần sẽ phải hỏi những cái nội dung gì. Rồi đi đến các cái mục tiêu chuyên biệt, các bạn sẽ phải liệt kê ra à với cái mục tiêu này thì tôi sẽ phải cần những cái nội dung này, nội dung A, nội dung B, nội dung C. Đó là cái cách mà để các bạn xác định nội dung. Thì sau khi mà xác định nội dung xong rồi thì các bạn bắt đầu xác định dạng thức câu hỏi và nội dung câu hỏi. Ví dụ ở đây, nội dung của các bạn, cái mục tiêu của bạn đo lường về hành vi về tuân thủ điều trị tăng huyết áp, thì cái tuân thủ này là điều tuân thủ điều trị không thuốc. Thì ở đây nó sẽ có liên quan đến việc là tập luyện thể dục trong tuần vừa qua. Thì các bạn xác định rằng với cái mục tiêu này tôi xác định về cái việc là luyện tập thể dục trong tuần vừa qua, đấy là nội dung cần hỏi. Thì ở đây nó là có định nghĩa biến số. Thế nào là để xác định được cái việc là có tập luyện, cứ tham gia một cái môn thể thao là tập luyện có phải không? Không. Thì theo cái khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ấy, mới nhất là năm 2020, các bạn có thể tham khảo một cái, nó là một cái gì ta? Nên quên cái tên. Nó là một cái liên quan đến khuyến cáo thể chất trong nhóm trẻ cũng như là người trưởng thành ấy, thì người ta sẽ đưa ra các cái khuyến cáo. Thì là các bạn có thể là xem cái, là 2020 ta khuyến cáo rằng là có tham gia thể dục thể thao ấy, có luyện tập thể dục ấy, là ít nhất là 150 phút cho đến 300 phút với các cái hoạt động mà ở mức độ trung bình. Còn từ 75 cho đến 150 phút đối với các cái hoạt động ở mức độ mạnh. Thế tuy nhiên thì ở đây thì ở mức độ thôi. Bạn phỏng vấn người dân mà. Thì ở đây là người ta quan tâm là có ít nhất là 150 phút cứ
tham gia các cái hoạt động 150, đảm bảo 150 phút một tuần thì là có luyện tập thể dục thể thao, thì nó tương đương với khoảng rằng là một ngày các bạn tập khoảng 20 đến 30 phút chẳng hạn như thế. Thì đây nó là định nghĩa biến số. Ủa? Điểm sao ta? Rồi, thì đây nó là định nghĩa biến số. Thì để mà thu thập được cái nội dung này, các bạn sẽ phải cần những câu hỏi gì? Thứ nhất, các bạn sẽ phải cần những cái câu hỏi liên quan đến ông bà có luyện tập thể dục thể thao hay không? Đúng không? Rồi, có rồi, thì có như vậy thì bao nhiêu phút một tuần? Hiểu ý không? Tức là phải có hai cái câu hỏi này thì nó mới ra được một cái nội dung liên quan đến luyện tập thể dục thể thao. Với một nội dung thì có thể có nhiều câu hỏi. Có thể có một câu hỏi hoặc có thể có nhiều câu hỏi. Ví dụ như trong tuân thủ điều trị chẳng hạn, tuân thủ điều trị thuốc chẳng hạn thì nó có tận 8 câu hỏi tùy thuộc các bạn sử dụng các cái bảng câu hỏi nào hoặc là cái bộ thiết kế, bộ công cụ nào. Thì có những cái nội dung hỏi bên cạnh như này và dạng thức của câu hỏi đó là phải làm sao? Phải vừa đóng và vừa mở. Thứ nhất đóng là ở cái câu là có luyện tập các môn thể thao ví dụ như đi bộ, xe đạp, bơi lội trong tuần qua không? Có hoặc không? Khi mà có như vậy thì có là bao nhiêu phút một tuần? Đúng không? Các bạn sẽ có bạn sẽ hỏi rằng là có bạn sẽ hỏi rằng là bây giờ nhưng mà bây giờ em không thích câu 1, em chỉ cần câu thôi. Em chỉ cần câu là trung bình một tuần vừa qua có bao nhiêu phút tập thể dục thể thao thôi. Có được không? Ví dụ như đấy không tập thể dục thể thao em điền là không, không phút. Thì coi như là không tập rồi đúng không? Vậy thì có cần câu hỏi trên không? Các bạn có cần câu hỏi trên không? Cần không? Ai nói cần giơ tay? Ai nói cần giơ tay? Ai nói không cần? À cần một. Rồi một. Không cần. Tất cả còn lại là không cần hả? Một. Thế ở giữa là gì? Ba phải hả? Hả? Bình bôi. Ở đây á, cần. Bởi vì là tại sao? Nếu các bạn nói trung bình bao nhiêu phút một tuần mà các bạn điền không phút thì lúc sau các bạn sẽ phải cốt lại. Các bạn nhớ rồi đấy, cái câu hỏi mở nó rất là gây hạn chế, nhược điểm của nó là cái giá trị của nó mất thời gian nhiều trong việc phân tích đúng không? Khi bạn để không ở đây thì sau đó các bạn sẽ phải cốt lại rằng là à với những cái đối tượng mà trả lời ở đây là không ấy thì các bạn sẽ phải cốt rằng là nó không tham gia tập luyện chẳng hạn như thế. Thì lúc đấy các bạn sẽ phải rất mất rất nhiều thời gian các bạn ngồi các bạn cốt. Đúng không? Ví dụ bộ câu hỏi chỉ có 10 người thì không nói về vấn đề gì, cái bộ câu hỏi 100.000 người đi, ví dụ như thế. Các bạn cốt đến bao giờ cho nó xong chỗ này. Vậy nên để tối ưu thì các bạn có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất để sàng lọc rằng là có tham gia hay không tham gia. Cái câu hỏi thứ hai đó là tham gia thì tham gia bao nhiêu phút một tuần để xác định rằng người đó tham gia đúng về cái mặt tiêu chí mà tôi đưa ra ở định nghĩa biến số ở đây. Chưa? Ừ. Không, không, không. Cái định nghĩa biến số ở đây này chỉ là nhà nghiên cứu và điều tra viên biết thôi rằng là hoặc là chỉ có nhà nghiên cứu thôi. Nhiều khi điều tra viên cũng không biết luôn. Bởi vì là cái này là các bạn xây trong thiết kế nghiên cứu để các bạn xác định phân tích nó là có và khi nào các bạn phân tích nó là không. Còn cái câu hỏi này các bạn chỉ có hỏi như thế này thôi và người trả lời ra sao thì nốt lại viết lại là như vậy. Chứ không có đưa ra rằng là anh chị có tập luyện 150 phút một tuần không? Không. Không. Có. Tuy nhiên, các bạn sẽ có hai cái nội dung ở đây. Các bạn sẽ được rằng là à, tỷ lệ có tập thể dục thể thao. Còn có một cái nữa là có tập thể dục đạt tiêu chí ấy, các bạn đưa ra. Hiểu ý không? Đó. Rồi, ở đây thì có các bạn sẽ hay làm các cái bộ câu hỏi liên quan đến KB thì là ví dụ liên quan đến kiến thức, thái độ và hành vi thì những với đây là chỉ giới thiệu các bạn một số cái dạng thôi. Thì ví dụ như dạng thức câu hỏi khi mà các bạn làm câu hỏi liên quan đến câu hỏi về kiến thức,
Thì câu hỏi về kiến thức là gì để đánh giá hoặc khảo sát về cái mặt là về kiến thức về của đối tượng về một cái vấn đề nào đó hoặc là về người nào đó hoặc là về một cái tình trạng nào đó chẳng hạn như thế. Thì các bạn sẽ dạng thức câu hỏi đây sẽ thường là đóng mở kết hợp. Về hỏi về kiến thức mà nên là ngoài những cái kiến thức, ngoài những cái hiểu biết của nhà nghiên cứu về vấn đề ra thì còn xem rằng là dưới cộng đồng người ta còn biết cái gì về cái vấn đề đấy không, hoặc là người ta có quan điểm gì về vấn đề đấy nữa không, ngoài những cái mà điều tra viên đã biết thì người ta sẽ thường để là đóng mở kết hợp. Và cái thứ hai là khi mà phỏng vấn những cái câu liên quan đến kiến thức này thì không nên để cho người trả lời tự quản lý phiếu nhằm tránh ảnh hưởng đến cái việc hỗ trợ trả lời hoặc là gây mất mất tập trung. Nhiều khi các bạn phỏng vấn, các bạn để cho người ta nhìn đến bộ câu hỏi chẳng hạn, người ta sẽ quan tâm đến cái nội dung ở dưới, người ta không để ý tập trung vào cái nội dung các bạn đang hỏi chẳng hạn như thế, nó sẽ gây mất tập trung. Cái thứ hai là câu hỏi liên quan đến hành vi. Hành vi thì các bạn sẽ là để đánh giá xem là nó liên quan đến cái việc là đánh giá xem là cái hành vi đó người đó như thế nào, rồi tuần tần suất người đó có những cái hành vi ra sao chẳng hạn như thế, như vậy thì cái câu nó sẽ là kết hợp hoặc là câu hỏi có và không. Liên quan đến câu hỏi thái độ. Thái độ tức là mình đang muốn hỏi xem là cái quan điểm của người đó về cái vấn đề đấy như thế nào, sự đồng tình hay đồng ý của người đó về vấn đề đó. Thì cái dạng thức câu hỏi này thì các bạn thường sẽ sử dụng là thang đo Likert ha, để đánh giá về cái thái độ của người đó, quan điểm, suy nghĩ về người đó về cái vấn đề đấy như thế nào, chưa? Rồi khi mà xây dựng một bộ câu hỏi thì cũng phải cần tránh chứ. Khi làm nghiên cứu thì chúng ta phải 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 suy đi tính lại chứ không phải là cứ thích đặt câu hỏi nào thì đặt, viết câu hỏi nào thì viết. Đúng không? Thì những cái cần tránh là gì? Thứ nhất là câu hỏi nhiều nội dung. Câu hỏi nhiều nội dung là sao? Hỏi nhiều ý trong cùng một câu đúng không? Ví dụ như này. Ông bà có bị tăng huyết áp hay bị bệnh đái tháo đường không? Khi mà hỏi như thế này, rồi đáp án có và không. Thì làm sao mà mình biết rằng là người trả lời đang, ví dụ như người ta trả lời có đi, mình tích khoanh là có đi. Thì tại sao người nghiên cứu viên biết rằng là người đó là đang có bệnh tăng huyết áp, hay người đó là đang có bệnh đái tháo đường, hay là người đó vừa có tăng huyết áp lại vừa có đái tháo đường. Vậy thì cái xử trí trong cái câu hỏi này là sao? Các bạn sẽ làm gì? Bỏ sao được? Đúng, sửa. Tách đúng không? Các bạn sẽ tách ra thành hai câu hỏi nhá. Là ông bà có bị tăng huyết áp hay không? Có không? Câu hỏi thứ hai, ông bà có bị bệnh đái tháo đường hay không? Có không? Chẳng hạn thế, các bạn phải tách ra, không để dồn hết một nội dung vào một câu hỏi, chưa? Cái thứ hai đó là sử dụng từ chuyên môn hoặc từ hàn lâm. Các bạn ngồi đây, các bạn là bác sĩ, các bạn sẽ nghe những cái từ đấy các bạn rất là dễ hiểu. Tuy nhiên khi các bạn xuống phỏng vấn cộng đồng, trình độ học vấn thì nó rất là đa dạng, có người biết chữ, người không biết chữ, có người có trình độ học vấn tốt hoặc trình độ học vấn chưa tốt chẳng hạn như thế. Thì với những cái nội dung từ ngữ chuyên môn hàn lâm chẳng hạn, mang tính chất hàn lâm, thì có thể người ta sẽ không hiểu câu hỏi của các bạn. Ví dụ đúng. Rồi em có thể cho biết các yếu tố nguy cơ nào có thể dẫn đến bệnh béo phì? Đây là phỏng vấn một đối tượng các bạn sẽ là ví dụ như học sinh cấp 2 chẳng hạn như thế. Thì liệu các bạn ấy có hiểu cái từ yếu tố nguy cơ là gì không? Không. Bạn bè có hiểu được các yếu tố nguy cơ không? Thay vào đó thì chúng ta sẽ sửa là cái gì? Nguyên nhân đúng không? Đó, em có thể cho biết các nguyên nhân nào có thể dẫn đến bệnh béo phì chẳng hạn như thế. Hoặc là khi hỏi người bệnh mà các bạn nói là sử dụng thuốc ức chế beta chẳng hạn, người ta có hiểu không? Đương nhiên là người ta sẽ không hiểu rồi. Vậy nên là không sử dụng cái từ ngữ hàn lâm mang tính chất khoa học trong các bộ câu hỏi ha. Cái thứ ba đó là khi mà các bạn cần tránh đó là sử dụng các cái câu hỏi dẫn dắt gây trả lời không sự thật. Thì câu hỏi dẫn dắt trả lời không đúng sự thật là sao? Ở đây thì câu hỏi này, khi bạn gái mang thai ngoài ý muốn, anh sẽ quyết định phá hay giữ? Tại sao mà các bạn thấy ở đây là dẫn dắt? Cái ví dụ này nó chưa rõ đâu, lấy một cái ví dụ khác đi. Ví dụ như là, rồi ví dụ như là hiện nay đa số phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai là que cấy thai. Vậy chị có nhu cầu sử dụng que cấy thai trong thời gian tới hay không?
Vậy là ta đang dẫn dắt người trả lời rằng là à, xu hướng hiện nay là sang sử dụng que cấy thai. Thì người ta khi mà người ta nghe cái xu hướng như vậy, dẫn dắt như vậy thì người ta sẽ có xu hướng là đồng ý hoặc là cũng có nhu cầu, mà thực tế là ban đầu của họ họ không có nhu cầu đó. Hoặc là ở cái câu này các bạn sẽ thấy rằng là khi mà bạn gái mang thai ngoài ý muốn, các bạn thấy chữ ngoài ý muốn không? Thì quyết định phá, tức là các bạn đẩy nó về một cái trạng thái là tiêu cực. Đúng không? Thì cái người trả lời ta sẽ thường có cái xu hướng là người ta phản lại, người ta không muốn làm theo cái tiêu cực đó và người ta có thể là quyết định là phá. Ví dụ thế. Tức là ở đây đây là cách sử dụng từ ngữ tránh cái câu mà dẫn dắt khi mà mình làm câu hỏi ha. Rồi, liên quan đến một số các cái câu hỏi về tần suất chẳng hạn như thế thì ví dụ như là không nên sử dụng các cái từ là thường hay là đều đặn. Lý do vì sao? Ví dụ nhé, gia đình anh có thường hay nghe tin tức về y tế không chẳng hạn như thế, thì quan điểm của tôi thường là 7 ngày một tuần tôi mới tính là thường. Nhưng có thể quan điểm của bạn Giao 3 ngày bạn ý bạn đã cho là thường rồi. Ví dụ như thế đúng không? Vậy thì quan điểm của mỗi người tùy thuộc vào cái này, nó ảnh hưởng theo cái quan điểm của mỗi người. Đều đặn hay thường, những cái từ đó nó không có rõ rõ nghĩa hoặc là rõ ràng để mà xác định được rằng là à, mức độ thường là như thế nào, hay mức độ thường xuyên, hay mức độ thỉnh thoảng là ra sao. Vậy nên là không sử dụng những cái từ những ngữ như thế này. Ở đây các bạn sẽ sửa là gì? Nếu với câu này. Nói từ thường xuyên thì vẫn là từ mang tính chất trừu rồi. Không có rõ nghĩa. Bao nhiêu ngày? Thì các bạn có thể sẽ sử dụng là tần suất anh chị thường hay tần suất anh chị nghe tin tức về y tế là bao nhiêu lần trong vòng một tuần, hay trong vòng một tháng, hay trong vòng một năm. Các bạn phải có giới hạn phạm vi thời gian cho họ. Đa số khi các bạn đi làm, các bạn làm bộ câu hỏi, các bạn quên mất cái phạm vi thời gian. Các bạn cần phải có phạm vi thời gian, bởi vì sao? Bạn đang muốn đo lường trong ngày hôm qua, hay bạn đang muốn đo lường trong 7 ngày gần đây, hay là bạn đang muốn đo lường trong vừa rồi. Đúng không? Nên là các bạn phải xem rằng là à, các bạn phải có cái phạm vi thời gian ở trong cái câu hỏi này ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ sắp xếp thứ tự các câu hỏi. Sắp xếp các thứ tự câu hỏi thì nó sẽ phải phù hợp. Thứ nhất là nó đảm bảo hợp lý trong bước nhảy. Làm sao mà cái việc mà bước nhảy nó không bị nhảy qua các câu, hoặc là cái bước nhảy làm mất câu. Tí nữa sẽ lấy ví dụ cho các bạn nhìn cái bước nhảy như thế nào. Bởi vì nhiều khi các cái bước nhảy không hợp lý, các bạn có thể là làm cái giáo viên người ta bỏ sót những cái câu hỏi của các bạn. Cái trường hợp đấy đã xảy ra nhé. Ví dụ như các bạn chỉ được nhảy trong cái câu đấy, các bạn chỉ nhảy nhảy, nhảy một câu thôi, các bạn nhảy qua một câu thôi. Nhưng vì lỗi đánh máy hoặc là vì một vấn đề nào đó, các bạn nốt cái bước nhảy thành nhảy mất 3 câu. Thế coi như là 2 câu ở giữa, các bạn mất số liệu hoàn toàn. Mất số liệu hoàn toàn với những cái trường hợp mà có bước nhảy. Hiểu ý không? Vậy nên là phải đảm bảo cái hợp lý trong bước nhảy. Cái thứ hai là đảm bảo về sự logic trong cấu trúc của bảng bảng câu hỏi. Ví dụ như là các câu hỏi về kiến thức, các bạn phải hỏi hết các câu hỏi về kiến thức. Rồi các bạn hỏi hết các câu hỏi về thái độ, rồi các bạn hỏi hết câu hỏi về hành vi. Chứ không thể nào mà các bạn 2-3 câu về kiến thức, xong đến nhảy sang 2-3 câu về hành vi, xong đến 2-3 câu về thái độ, xong lại nhảy về 2-3 câu về kiến thức. Đó. Các bạn không thể nào làm nó rối tung rối mù như vậy được. Và tránh gây khó khăn phức tạp cho người khảo sát. Đó, cái việc đó là làm cho cái người điều tra viên người ta cũng nắm được cái bộ câu hỏi. Người ta có quy trình trong cái sử dụng bộ câu hỏi hơn. Dễ dàng trong cái việc phỏng vấn hơn. Nhiều bộ câu hỏi nó rất là dài. Có những cái bộ câu hỏi các bạn phải hỏi trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ như cái dự án đánh giá cái hiệu quả của chương trình Mặt trời bé thơ ấy. Cái bộ câu hỏi nó rất dày này này. Phỏng vấn viên ngồi hỏi mất 2 tiếng đồng hồ. Thì nếu mà một bộ câu hỏi mà nó rối rắm, nó lung tung beng, thì liệu điều tra viên có bị miss câu hỏi không? Chắc chắn. Nhé. Vậy nên là cái việc tránh khó khăn và phức tạp cho người khảo sát. Chưa? Về cấu trúc của một bộ câu hỏi thì các bạn sẽ làm cái gì? Sau khi có các câu hỏi rồi thì mình sẽ phải trình bày bộ câu hỏi, đúng không? Thì trước tiên thì cấu trúc. Các bạn đến nhà ai thì các bạn phải giới thiệu bạn là ai, đúng không? Các bạn có viết thư cho giảng viên hay cho đối tác chẳng hạn, thì các bạn cũng phải giới thiệu tôi tên là gì, tôi ở đâu,
mục đích của cái cuộc viết thư này hoặc là mục đích của cuộc phỏng vấn này là gì, đúng không? Thường bạn phải nói cho người ta biết, hoặc là bạn đến nhà ai bạn cũng phải chào hỏi, cháu tên là này, cháu đến đây để làm gì, đúng không? Thì cái việc mà bộ câu hỏi cũng phải có một cái phần liên quan đến giới thiệu nghiên cứu. Thì cái giới thiệu nghiên cứu này là cái gì? Nó sẽ bao gồm nội dung gì? Nó bao gồm nội dung là, nhất bạn là ai, bạn đến từ đâu, bạn làm cái gì, mục đích của bộ nghiên cứu này là gì, nội dung mục đích của bộ nghiên cứu này là gì, rồi có các cái đảm bảo về các cái đạo đức trong nghiên cứu, ví dụ như tính bảo mật, tính tự nguyện. Cái việc tham gia nghiên cứu này là tự nguyện, không có ép buộc gì ở đây hết. Bạn đồng ý thì bạn tham gia, bạn không muốn thì bạn dừng lại, ví dụ như thế. Đấy là các cái tiêu chí về trong phần đạo đức nghiên cứu chẳng hạn như thế. Rồi ví dụ như là thời gian các bạn sẽ phỏng vấn bộ câu hỏi này là bao lâu, dự kiến là bao lâu chẳng hạn như thế. Rồi cái việc sau đó là sẽ đến các cái nội dung liên quan đến phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu. Rồi ví dụ như có thắc mắc gì thì người ta sẽ hỏi ai, ví dụ thế. Sau khi mà bạn đi phỏng vấn rồi, về rồi nhưng mà người ta thấy thắc mắc, người ta liên hệ với ai để người ta giải đáp thắc mắc chẳng hạn như thế, hiểu chưa? Đó, đấy là về phần giới thiệu nghiên cứu. Sau đó sẽ đến nội dung của bộ câu hỏi là cái mà lúc nãy các bạn xây dựng đó. Và cuối cùng thì bộ câu hỏi kết thúc là có lời cảm ơn, được chưa? Đây, đây là một ví dụ. Đây là một ví dụ liên quan đến việc là tiếp cận dịch vụ điều trị HIV và chăm sóc hỗ trợ cho trẻ vị thành niên tại Hồ Chí Minh. Thì là với các bạn sẽ thấy là có thông tin về nghiên cứu, về thời gian, về địa điểm. Rồi đó, các bạn sẽ có thể có tính bảo mật của nghiên cứu và cái việc là đồng ý tham gia nghiên cứu này hay không, được chưa? Với do ở đây là người ta phỏng vấn trẻ vị thành niên. Do vậy là trẻ trên 18 tuổi mà, người ta sẽ phải có người giám hộ. Thì sẽ phải có đồng ý của người giám hộ là ba, là mẹ, là ông, là bà. Ví dụ như ở đây trẻ vị thành niên này, người ta trẻ đây là sử dụng các cái sử dụng ARV trong cái điều trị hỗ trợ bị HIV chẳng hạn như thế, có trẻ rất là bé, ví dụ như là cấp 1, cấp 2 chẳng hạn như thế, thì vẫn có sự bảo trợ của cha của mẹ, tức người bảo trợ ấy. Ngoài ra có khi ba mẹ mất rồi thì đang ở với ông bà chẳng hạn, thì đấy cũng là người bảo trợ, thì sẽ phải có những cái chữ ký đó. Ha, các bạn sẽ thấy cha mẹ ông bà hoặc khác này, cô dì chú bác. Cái tình trạng đấy gặp rất nhiều khi mà các bạn đi phỏng vấn đối với những cái trẻ mà trẻ cơ nhỡ hoặc là những cái nhóm trẻ yếu thế ấy, các bạn sẽ thấy rất là nhiều đó. Rồi thời gian phỏng vấn này, điều tra viên và giám sát viên ở đây thì có thể là bộ câu hỏi nhiều khi là vì một lý do nào đó nó bị missing, mất số liệu, hoặc là những bất hợp lý, hoặc nội dung trả lời nó bất hợp lý chẳng hạn, mình sẽ phải liên hệ với giám sát viên để mình thắc mắc lại xem là chất lượng của bộ câu hỏi này như nào, đánh giá ra sao, hoặc là những cái chỗ đấy sửa như nào, được chưa? Đây, đây là nội dung câu hỏi. Các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái hình thức mà các bạn có thể tham khảo ha. Đi xuống Y6 thực tế là mấy năm trước, cái hình thức nó không được đẹp cho lắm. Thì hôm nay giới thiệu luôn cho các bạn cái hình thức mà trông nó rất là rõ ràng, rất là dễ theo dõi. Thì ở đây sẽ có số thứ tự của câu này, câu hỏi là gì này, cái phần trả lời này, đây là phần gán nhãn này, gán nhãn giá trị á, và đây là cái bước chuyển. Bước chuyển, ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy từ nãy giờ hay nói đến bước chuyển đúng không? Đây là một ví dụ của bước chuyển này. Em đã từng quan hệ tình dục bao giờ chưa, rồi hoặc chưa? Thế nếu mà rồi thì các bạn ấy sẽ trả lời tiếp những câu hỏi dưới theo đi theo trình tự, nhưng mà nếu mà chưa thì các bạn ấy sẽ xuống M00. M00 là một cái câu ở dưới dưới nữa, M00 hay M0D, M06, M06 đó. Rồi em có biết tình trạng dùng thuốc điều trị bệnh là gì không? Đó, ví dụ như thế. Đấy là bước nhảy, hiểu bước ý bước nhảy chưa? Đấy, nhiều khi ấy, vì một lý do nào đấy, không phải là nhảy đến M06 mà đến nhảy về xuống M08, M09 chẳng hạn. Thế thì những cái câu này nó sẽ bị mất số liệu. Đó, thế nên là bước nhảy sẽ phải kiểm tra lại. Đó. Rồi ví dụ như là có biết tình trạng sử dụng điều trị thuốc này là gì không? Bởi vì nhiều nhiều bé sẽ không được bộc lộ cái tình trạng mắc bệnh của bé, mà chỉ biết là dùng cái thuốc nào đấy thôi, không biết là sử dụng ARV chẳng hạn như thế. Thì lúc đó không biết thì sẽ dừng, không hỏi những câu dưới nữa. Kết thúc bộ câu hỏi. Rồi, hiểu ý chưa? Hiểu ý những cái bước nhảy chưa? Ha. Ừ.
Cái này á, cái này thì nó chỉ là ký tên ấy, thì là nghiên cứu viên người ta sẽ bảo mật thông tin, người ta sẽ giữ thông tin, bảo mật thông tin, người ta phải quản lý số liệu chứ. Nói là không lấy tên nhá, nhưng mà người ta vẫn có thu thập thông tin để người ta có dữ liệu, người ta thu thập. Tuy nhiên là những cái thông tin đó không công bố cái kết quả. Ví dụ tôi không công bố rằng là tôi phỏng vấn anh này, tôi không công bố rằng tôi phỏng vấn bạn kia về vấn đề này, nhưng số liệu tôi vẫn phải quản lý, bởi vì làm sao nhiều khi các cái thông tin này của các bạn bị thiếu hoặc là bị sai à, bạn các bạn vẫn phải liên hệ về. Còn trong đạo đức nghiên cứu, tất cả các nghiên cứu, từ nghiên cứu nhạy cảm hay không nhạy cảm, thì tất cả các cái nội dung, tên, tuổi thì đều được mã hóa hết, không có lộ ra, để chờ được đều được bảo đảm tính an toàn, tật bảo mật chứ không nhà an toàn. Đúng rồi, số thứ tự mình tự đặt thôi, cái này là do mình tự đặt. Ví dụ phần A thông tin chung thì có thể là A01, A1 hay cái gì gì đó, đấy là tự do các bạn đặt để sao các bạn dễ quản lý được cái bộ số liệu hoặc bộ câu hỏi của bạn, vậy thôi. Còn đây là người ta muốn đặt theo, đây là nhà nghiên cứu người ta muốn đặt để người ta quản lý một cái gì đó, người ta đặt là vậy, được chưa? Đây là không phải phát phỏng vấn, không phát vấn, đúng, phỏng vấn trực tiếp có chứ, phát hay không các bạn phải vẫn phải ghi cổ chuyển chứ, để cho cái người mà trả lời phỏng vấn người ta đi theo bước nhảy của các bạn chứ, vẫn đi theo bước nhảy bình thường, vẫn bước chuyển bình thường ha. Càng phát vấn thì phải càng ghi rõ ràng, bởi vì sao, để cho người ta biết chuyển như thế nào, nhảy sang sao, nhiều khi nói chuyển không biết phải em xuống câu hỏi này, ví dụ như thế, cần phải ghi rõ ràng hơn là khi mà mình phỏng vấn mặt đối mặt đấy. Rồi đây, trong cái thử nghiệm bộ câu hỏi thì thường xảy ra các cái lỗi thường gặp, ví dụ như câu hỏi đa nghĩa chẳng hạn, là mang nhiều ý nghĩa, rồi nó không rõ nghĩa chẳng hạn, hỏi mà rất là khó để hiểu câu hỏi đó, rồi câu hỏi khó hiểu, bị sai từ chẳng hạn như thế. Đấy, thử nghiệm và chỉnh sửa lại bộ câu hỏi, đến lúc nãy đã nói về phần thử nghiệm bộ câu hỏi rồi, không nhắc lại nữa. Tính phù hợp của một bộ câu hỏi, các bạn cứ đi sát mục tiêu cần gì thì các bạn làm bộ câu hỏi như vậy. Và bộ hỏi này không quá dài, không có thu thập thừa để làm gì hết. Bởi vì sao? Bình thường một bộ câu hỏi các bạn thu thập chỉ cần đủ thông tin là 20 phút. Tuy nhiên là bạn đã ừ thôi, nhân tiện đây hỏi thêm. Nhân tiện hỏi thêm, các bạn thêm lố ra 30 phút chẳng hạn như thế. Vậy thì cái trong cái thời gian đó các bạn đã có thể đi phỏng vấn người khác rồi. Trong khi cái thông tin các bạn thu về các bạn cũng không có xử lý gì, hoặc là nó cũng không đáp ứng gì cho cái nghiên cứu của bạn hết, thì nó vô nghĩa đúng không, mà còn tốn nhân lực nữa, không lan man sang các cái nội dung không cần thiết đó, và tính vừa đủ, được chưa? Đây là một số lỗi thực tế. Rồi ở câu C4 đi các bạn, câu này lỗi là gì? Các em thì ở câu C4 này lỗi là gì? Áo cam. Theo em. Khác đi rồi. Đây là một câu hỏi liên quan đến phần kiến thức thì mình vẫn có thể để khác được, để xem rằng là à, dưới 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 cộng đồng người ta còn có quan điểm gì khác không. Ở đây câu lỗi là gì? Các bạn sử dụng quá nhiều từ chuyên môn, hàn lâm. Có cái từ này có khi điều tra viên đọc còn méo miệng ấy, thì liệu đối tượng có hiểu không, ví dụ như thế, hiểu không? Không sử dụng các cái từ ngữ, thuật ngữ chuyên môn, các cái tên virus, tên khoa học gì đó không sử dụng. Các bạn phải xem rằng là à, dưới cộng đồng người ta gọi cái tên virus đấy là gì chẳng hạn ha. Rồi đến cái câu tiếp theo ở bên này, theo các bạn nó gặp lỗi gì? Khó đọc đúng không? Ví dụ câu hỏi này nó liên quan đến hỏi về cái mức độ về mặt sức khỏe tâm thần, để đánh giá về mức độ rồi về sức khỏe tâm thần của người đó trong vòng 7 ngày đi. Thì ở đây người ta ghi là từ B06, trong vòng 7 ngày qua có bao nhiêu ngày anh chị cảm thấy suy nhược, trầm cảm? Rồi trong vòng 7 ngày qua có bao nhiêu ngày anh chị cảm thấy mọi việc anh chị
làm là gắng gắng sức. Rồi trong vòng 7 ngày qua có bao nhiêu ngày anh chị cảm thấy tràn đầy hy vọng về tương lai, tức là người ta liệt kê 17 câu, cứ trong vòng 7 ngày qua có bao nhiêu ngày anh chị thế này này này. Theo các bạn, câu hỏi này gặp cái lỗi gì? Bộ bộ câu hỏi này sẽ gặp lỗi gì? Cái này là cái cách là về hình thức, là các bạn trình bày sao cho cái người phỏng vấn, người ta quản lý được cái bộ câu hỏi của các bạn ấy. Thì các bạn chỉ cần các câu này nó chỉ quan đến nội dung là trong vòng 7 qua 7 có bao nhiêu ngày anh chị cảm thấy một cái vấn đề gì đó, đúng không? Thì các bạn cần nhắc cái câu này ở phần đầu thôi. Là trong vòng 7 ngày qua có bao nhiêu ngày anh chị cảm thấy. Rồi xong xuống dòng các bạn sẽ ví dụ nhàm chán, trầm cảm hay gì gì đó, vào một cái ô trống ghi là ngày ở đây chẳng hạn như thế, để người ta nốt lại số ngày, được không? Nốt lại số ngày chứ không có để là dạng thức là câu hỏi mở như thế này. Mở như thế này người ta sẽ viết lung tung vào. Ví dụ như thế, chưa? Các bạn phải nốt lại là chữ ngày bên cạnh ấy, để người ta biết rằng là phân theo ngày. Cái đơn vị của các bạn đây tính theo ngày, chưa? Rồi. Câu QB7. Theo các bạn, câu này gặp vấn đề gì? Rồi, đọc đọc đi nha. Trong các trường hợp có 5 phút cơn co giật thứ hai xảy ra sau khi cơn co giật đầu tiên vừa chấm dứt, bệnh nhân chấn thương trong cơn, bệnh nhân co giật dưới nước, bệnh nhân lơ mơ, bệnh nhân mang thai, bệnh nhân mắc các bệnh bệnh tím, bệnh tim, đái tháo đường. Ông bà đã từng gọi hỗ trợ từ ai? Gọi tổng đài 115. Đấy, các cái liệt kê ra, gọi ngay cho người thân, gọi cho cán bộ. Rồi, chọn một phương án. Theo các bạn, câu này gặp vấn đề gì? Liệt kê các cơn co giật không cần thiết. Tiếp, gì nữa? Câu hỏi nó có nhiều nghĩa. Rồi, câu hỏi nhiều, nhiều ý, đa nghĩa. Rồi, gì nữa? Dẫn dắt ở đâu? Ví dụ luôn nào. Đây là người ta giả thiết hoặc là đã từng. Vẫn có cái ý là chưa từng gặp các trường hợp này này. Ví dụ chưa từng gặp thì mình nốt vào đây. Ở đây á, cái câu hỏi đây là nó mang nhiều nội dung, quá nhiều nội dung. Bây giờ các bạn ghi ở đây là chọn một phương án đúng không? Vậy tôi chọn phương án là gọi ngay cho tổng đài 115. Vậy thì cái việc xử lý gọi tổng đài 115 này là cho bệnh nhân co giật dưới nước hay là cho bệnh nhân đang mang thai? Hay là cơn co giật kéo dài trên 5 phút. Đúng không? Cái việc trả lời ở đây các bạn không thể nào thể hiện rằng là cái hỗ trợ đó các bạn trả lời cho cái ý nào ở trên được cả. Và vậy trong cái trường hợp này các bạn phải tách ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn phải tách ra 7 câu và với 7 cái trường hợp này các bạn xử trí, các bạn gọi hỗ trợ từ ai. Ví dụ như bệnh nhân đang mang thai, thế bệnh nhân đang mang thai thì bạn gọi sẽ gọi hỗ trợ từ ai? Đó. Các bạn gọi ngay cho người thân bệnh nhân hay là các bạn gọi tổng đài, bởi vì mới mỗi trường hợp thì người ta sẽ có cách xử trí khác nhau hoặc người ta sẽ gọi hỗ trợ khác nhau, thì không thể nào mà gộp chung tất cả các cái trường hợp này rồi các bạn đưa ra một cái phương án gọi là hỗ trợ giống như cái trường hợp lúc đấy, hỏi rằng là ông bà có đang bị tăng huyết áp hay đái tháo đường trong một nội dung câu hỏi, hiểu ý không? Đó. Rồi tiếp đến câu QD3. Theo các bạn, theo ông bà nên làm gì với trang sức trên người bệnh nhân khi đang co giật? Chọn một phương án: một, tháo hết; hai, cắt; ba, đeo thêm; bốn, khác. Nêu rõ. 99 không biết. Các bạn, câu này gặp vấn đề gì? Lỗi gì? À, câu trả lời nó sai sai, sai sai ở đâu? Tức là cái câu hỏi ở đây người ta quan tâm đến là cái xử trí với trang sức đeo trên người khi bệnh nhân co giật là anh không làm gì hay là anh tháo cái trang sức đấy ra.
vậy thôi đúng không? Chứ đâu có quan tâm đến hình thức, hình thái người ta tháo bằng cách nào, cắt hết hay dập hay là làm gì, tôi đâu quan tâm. Tôi chỉ quan tâm rằng là anh có tháo cái đấy ra khỏi người bệnh nhân hay không, hay là anh vẫn để nguyên trang sức trên người bệnh nhân. Vậy thôi, tức là cái nội dung này các bạn phải phù hợp, độ hợp lý. Nó có thể xảy ra chứ không phải là chỉ đưa ra để cho có các cái giá trị. Cái việc phỏng vấn bộ câu hỏi không phải các bạn đi thi trắc nghiệm. Các bạn hãy nhớ rằng là thu thập thông tin không phải là các bạn đi thi trắc nghiệm, mà các bạn tung hỏa mù người ta, các bạn đưa ra các cái đáp án mà có thể là người ta sẽ chọn vào. Ha? Mà người ta, các bạn sẽ phải đưa ra cái lựa chọn mà có thể xảy ra ở dưới cộng đồng qua các tổng quan y văn, có tài liệu nghiên cứu, thì những cái mà lựa chọn nó có thể xảy ra ha, và nó phải phù hợp với cái nội dung câu hỏi, nội dung cái ý trả lời, được chưa? Rồi tiếp theo, theo ông bà nên đặt vật gì dưới đầu bệnh nhân khi xảy ra cơn co giật? Chọn một phương án: một vật mềm, hai vật cứng, ba vật sắc nhọn, bốn vật tù, năm gồ ghề, sáu chân láng, bảy khác. 99 không biết. Rồi. Đây là Y6 làm nha. Thực tế có ai đặt vật sắc nhọn ở dưới đầu khi mà bệnh nhân bị co giật không? Rồi, có ai đặt vật gồ ghề ở dưới đầu bệnh nhân khi bị co giật không? Đây là các bạn ấy chỉ liệt kê để cho các cái gọi là tính chất của bề mặt. Các bạn liệt kê để cho có thêm các cái giá trị cho nó nhiều, nhiều giá trị thôi, chứ những cái giá trị này liệt kê nó không có mục đích gì trong cái việc nghiên cứu hết. Hiểu không? Và ở đây thì các bạn sẽ chỉ quan tâm rằng là à, người ta có đặt đặt cái vật mềm hay là có xử trí gì không trong cái việc đó thôi. Đây chỉ cần có là vật mềm, đặt một cái vật mềm, hoặc là có đặt hay không đặt hay gì đó thôi, hoặc là khác ở đây, chứ không phải là cái chất liệu của cái mặt đó nhá. Rồi tiếp theo. À không, nó chả có cái các bạn có thể đặt là 8 cũng được, có thể đặt là 10 cũng được. Tuy nhiên thì có một số các cái nghiên cứu ấy, theo cái thói quen thôi, thì cái nốt thì không biết là 99 là như giá trị đó là giá trị không biết thôi. Chứ không phải là bắt buộc cả các bạn phải đặt giá trị 99 nữa là không biết. Nó là theo cách code giá trị của các bạn thôi. Một số các nghiên cứu người ta quen thói quen là đã đặt là 99 là không biết vậy thôi. Còn bạn thích đặt 8 hay 6 là do bạn. Tuy nhiên thì khi mà đặt giá trị như thế thì các bạn sẽ phải nhớ rằng là à, 6 là gì, 8 là gì, để khi mà chạy số liệu ra các bạn sẽ nhìn thấy rằng là à, 6 là cái này, 8 là cái này. Còn đặt một cái ký hiệu đặc biệt, thì khi đó các bạn sẽ thấy là các bạn nhìn vào bộ số liệu thôi, lúc mà chạy ra không cần phải có gắn nhãn giá trị bên cạnh, thì các bạn sẽ nhìn thấy 99 là không biết. Hồi trước thì khi mà cô làm xử lý số liệu thì hồi ở ngoài Bắc ấy, thì sẽ có nhiều khi là để 99 này là missing, hoặc 9 9 là missing chẳng hạn, như thế thì chỉ cần nhìn đến số 9 cái là à, đây là các giá trị missing, hoặc 9 là không biết. Còn những cái nội dung trên thì nó có thể thay đổi qua các cái nghiên cứu, thì mình phải để theo cái giá trị của nó, hiểu không? Rồi, đến câu QB02, các bạn sẽ thấy là câu các bạn đây. Ông bà đã từng xử trí các trang sức như thế nào trên người bệnh nhân đang lên cơn co giật? Đây là các câu hỏi này là trong một bộ câu hỏi nha. Bộ câu hỏi Y6 làm về cách xử trí trên bệnh nhân động kinh. Xử trí của người nhà trên đối tượng là bệnh nhân động kinh. Đây, một, tháo hết các trang sức, hai, giữ nguyên không làm gì, ba, tháo hết trang sức sắc nhọn từ vật từ phần trên thắt lưng, phần dưới giữ nguyên, bốn, tháo trang sức sắc nhọn từ phần dưới thắt lưng, phần trên giữ nguyên, khác. Ghi rõ, nhìn không biết. Rồi các bạn thấy sao? Các bạn nội dung nó có buồn cười không? Khi nào các bạn thấy buồn cười không? Đúng, không ai quan tâm trên dưới, mà còn phải là quan tâm là các bạn tháo và sắc nhọn từ phía trên, phần phía dưới các bạn giữ nguyên. Rồi cái thứ hai là các bạn tháo và sắc nhọn từ phần dưới trở đi, còn phần trên giữ nguyên, phần dưới có gì á, ví dụ thế, nó sẽ gây ra là rất là buồn cười. Và cái thứ hai là cái nội dung này nó không liên quan gì cả,
đúng không? Ở đây người ta chỉ có quan tâm rằng là cái phần xử trí trang sức trên người là có tháo ra hay là vẫn giữ nguyên thôi, vậy thôi. Chứ người ta đâu có quan tâm rằng là tháo trên, giữ dưới cái gì, đúng không? Vậy nên là cái giá trị các bạn đưa ra nó phải phù hợp. Và để phù hợp thì bằng cách nào? Phù hợp thì thứ nhất là các bạn phải am hiểu cái vấn đề đó. Am hiểu cái vấn đề đó bằng cách nào? Các bạn đọc tổng quan tài liệu, các bạn trước đó đã từng làm để các bạn xem thấy rằng là trên cái vấn đề đó nó có những cái giá, có những cái nội dung nào, có những cái giá trị nào có thể liệt liệt kê ra. Cái thứ hai là các bạn phải am hiểu cái nhóm đối tượng đó, được chưa? Hả? Chứ không phải là vì đây là dầu đi thi trắc nghiệm nên bắt buộc và phải có bốn lựa chọn hay phải có năm lựa chọn chẳng hạn như thế. Đây không phải thi trắc nghiệm ha, đây chỉ là để thu thập số liệu, dữ liệu các bạn phân tích, giải đáp các cái câu hỏi hoặc các cái thắc mắc trong nghiên cứu của các bạn thôi, được chưa? Rồi, bài đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và tương tác trong quá trình giảng bài. Cảm ơn các bạn. Buổi học này là hết rồi hả? Hay là còn học gì nữa không? Chiều mới học hả? Thôi bây giờ về nghỉ rồi đi ăn sáng thôi chứ. Tự bài tập gì? Để xem lịch giảng của sao hôm đấy chị nhìn đến lịch giảng của chị đến đây là hết rồi mà.